Khai quan gia trì hệ thống giới thiệu vắng tắt. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được khai quan gia trì hệ thống. Chủ ký sinh có thể cho các loại vật phẩm khai quan gia trì, khai quan gia trì hiệu quả cùng ký chủ đạo hành tương quan. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ, đạt được một tháng đạo hành. Chủ ký sinh khai quan gia trì thành công, sơ cấp đào một kiếm. Đến từ linh huyễn tiên sinh thế giới, do 10 năm đào một chế tác mà thành. Chương 1 bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, din chúc mừng chủ ký sinh đạt được khai quan gia trị hệ thống. Bản hệ thống khai quan gia trị hiệu quả cùng ký chủ đạo hành có liên quan. Ký chủ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ hoặc tu luyện đề cao đạo hành. Cũng có thể lựa chọn mua hệ thống thương thành vật phẩm đề cao đạo hành. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được quà tặng tân thủ. Đây là một gian thấp bé của nát phòng ốc bên cạnh là một tòa tử lâu, ngăn cản nhà này trong phòng ốc quanh năm không thấy ánh mặt trời, tối tăm ẩm ướt, da tường sớm tróc ra, trên tường gồ ghề, góc tường còn có rêu xanh. Ở trong phòng này có một gã thư sinh, tên thư sinh này mặc một kiện thanh sam đánh đầy miếng vá, lúc này hắn đang ngơ ngác nhìn vách tường. Hắn gọi chu thụ thụy, là một cái thế kỷ 21-40 niên đại bình thường nhân viên văn phòng, sau đó tiếng công ty thời điểm là chân trái trước bước vào công ty, cho nên xuyên qua. Xuyên qua thời điểm đột nhiên có một đạo bạch quang ở trước mắt sáng lên sau khi hắn liền hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh còn không có hiểu rõ tình huống hiện tại, trong đầu liền truyền đến mấy đạo thanh âm này. Chu Thụ Thụy hiện tại đang ngơ ngác nhìn tin tức hiển thị trên giao diện bán trong suốt trước mắt. Ký chủ Chu Thụ Thụy tuổi 24 năm chủng tộc Con người đạo hành Không công pháp Không vũ khí Không mục không điểm tích lũy hệ thống không hệ thống đánh giá một cái có thể đánh thắng gà người bình thường chật có thể đánh thắng gà là có ý gì chu Thụ thụy tỏ vẻ bất mãn với đánh giá này của hệ thống nói thế nào hắn cũng có thể đánh bại ngỗng nhưng việc cấp bách là biết rõ ràng hiện tại là tình huống gì chu Thụ thụy đã ý thức được chính mình xuyên việt bất quá đối với hắn mà nói không kém dù sao hắn ở trên địa cầu không vướng bận gì hắn từ nhỏ ở điểm cuối cô nhi viện trưởng lớn, hắn là một cô nhi. Hắn không có bằng hữu, càng không có thân nhân. Mở túi quà cho người mới ra. Chu Thụ Thụy một lần nữa đem lực chú ý chuyển dời đến túi quà cho người mới. Đang mở quà cho tân thủ cho chủ ký sinh. Đạt được phần thưởng tân thủ. Sơ cấp âm dương nhãn. Đạt được phần thưởng tân thủ. Sơ cấp pháp y một kiện. Đạt được phần thưởng tân thủ kiếm gỗ đào sơ cấp. Đạt được phần thưởng tân thủ. Một tháng đạo hạnh. Lúc này ánh mắt chu thụ thủy nóng lên, nhưng rất nhanh liền bình phục lại, nhưng hắn cảm thấy ánh mắt nhìn rõ hơn bên ngoài không có biến hóa gì. Nhưng sau đó hắn cảm giác được có một luồng nước ấm nhỏ lưu động trong thân thể hắn, ở trong thân thể hắn vần quanh một vòng, ấm áp rất là thoải mái. Sau khi cảm thụ một chút biến hóa của thân thể, hắn lần lượt nhìn về phía màn hình bán trong suốt trước mắt. Ký chủ Chu thù thủy tuổi 24, tuổi của cơ thể này, chủng tộc Con người đạo hành Một tháng công pháp Không vũ khí Thanh kiếm gỗ đào sơ cấp lời bài hát Primari quan điểm tích lũy hệ thống Không hệ thống đánh giá Tuy rằng ngươi có pháp lực, nhưng là ngươi không có công pháp, cũng sẽ không pháp thuật, không có một thân pháp lực, phối hợp với pháp y cùng đào một kiếm miễn cưỡng có thể đánh thắng lợi hại điểm cô hồn giả quỷ, nhưng người vẫn như cũ vẫn là cái món gà. Chu Thụ Thụy nhìn hệ thống đánh giá không nói gì lắc đầu, sau đó đem lực chú ý dời dời đến trên người bản thân. Thông qua ký ức còn sót lại của cơ thể này, anh biết nơi anh đang ở hiện tại gọi là huyện Bình Khang, là huyện nhỏ trong lãnh thổ Liễu Châu. Tên của hắn cũng gọi là Chu Thụ Thụy, vốn là một thư sinh, đáng tiếc thi nhiều lần cũng không thi được cử nhân, đến bây giờ vẫn là một tú tài nghèo, nhà chỉ có bốn bức tường, cha mẹ đã sớm qua đời. Mấy ngày trước lại chọc phong hàng, đến cuối cùng bệnh chết trong nhà, sau đó chu thụ thụy liền tiếp quản bộ thân thể này của hắn, không biết là nguyên nhân hệ thống hay là nguyên nhân pháp lực, đến bây giờ bệnh trên người đã khỏi. Bất quá chu thụ thụy hiện tại cảm giác phi thường đói khát, hắn ở trong nhà tìm kiếm, cuối cùng ở dưới gối đầu lấy ra một cái túi tiền trong túi tiền này có một lượng 8 tiền cộng thêm 5 đồng xu, Chu Thụ Thụy cầm lấy túi tiền liền đi ra ngoài phòng, hắn muốn đi ăn một bữa thật ngon. Dù sao hệ thống đều có, còn quan tâm chút tiền ấy nha, về sau có rất nhiều cơ hội kiếm lời khang nhạc tử lâu, lầu này cao 4 tầng, là tử lâu lớn nhất huyện Bình Khang, trước cửa tử lâu có hai con sư tử đá, hai con sư tử đá này trước trang sức một chuỗi tiền cổ, tạo hình đáng yêu nhu thuận, giàu linh tính sư tử được bên trái trước chân phải vuốt ve một tú cầu, sư tử cái bên phải trước chân trái dưới có một sư tử con nằm ngửa chơi đùa, bệ của bọn họ có hoa văn lá cuốn tinh xảo rườm ra. Đây hẳn là hai con sư tử hiến tiền, sư tử hiến tiền thường trang trí bằng một chuỗi đồng tiền lớn, ngụ ý chiêu tài tiếng bảo. Mà sư tử cái thì đùa dẫn sư tử con, ngụ ý nhân khẩu thịnh vượng. Khách sạn này tiếng người ngoài ồn ào, huyên náo phi phạm, tiếng rau hàng trong liên tiếp vang lên, người đi đường chen vai thích cánh nhưng trái lại bên trong tửu lâu lại vắng ngắt khách nhân không có mấy người tiểu nhị cũng ngồi ở trên ghế ngẩn người mà trưởng quỷ trên quầy cũng không biết đi đâu nhưng vào lúc này chu thụy thụ đi vào tửu lâu sau đó tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống hô với tiểu nhị tiểu nhị huynh cho ta một chén nước kho một phần ngỗng quay cùng một đĩa rau xanh một chén cơm trắng đến rồi ờ đây không phải là chu tú tại sao Phong hàng của ngươi khá hơn rồi chứ?" Vương Tiểu Nhị nghe được có người đang gọi hắn, vội vàng đứng lên, đi tới, định nhãn vừa nhìn Chu Tú Tài, liền hỏi hang ân cần một chút. Quán rượu này ngay bên cạnh nhà Chu Thụ Thụy, đôi khi Chu Thụ Thụy khao mình, liền tới nơi này ăn cơm, đương nhiên gọi đều là món ăn rẻ nhất, cái gì dưa muối a, à, đậu lăng a, à, mang lên một quả trứng gà, tìm thư quyển phối hợp với một chén cháo trắng thường xuyên qua lại chu thụ thụy cùng vương tiểu nhị cũng coi như quen biết đương nhiên hai người bọn họ không có tiến hành thâm nhập trao đổi thuộc về điểm đầu chi giao đa tạ quan tâm chu mổ nhân phong hàng đã khỏi hôm nay đến chúc mừng thân thể khỏi hẳn chu thụ thụy cười cười hồi đáp ha ha đúng vậy phong hàng tốt lắm đích xác phải chúc mừng một chút đúng rồi ngươi vừa rồi muốn cái gì vương tiểu nhị gãi đầu cười nói cho tôi một chén kho một phần ngỗng quay và một đĩa rau xanh, một chén cơm trắng. Chu Thụ Thụy lặp lại lời mình vừa nói. Ngươi hôm nay thật là xa xỉ, cũng đúng, phong hàng vừa vặn, phải ăn chút gì ngon. Vương Tiểu Nhị không nghĩ tới tú tài nghèo trước kia chỉ biết gọi đậu lăng dưa muối hôm nay lại xa hoa như thế nào, lại gọi món kho nấu. Món kho nấu một chén, ngỗng quay một phần, rau xanh một đĩa, cơm trắng một chén. Vương Tiểu Nhị xoay người đi về phía bếp sau vài bước, sau đó hô to. Không lâu sau, thức ăn liền bưng tới. Tới rồi, món kho của anh, ngỗng quay, rau xanh và cơm, anh dùng từ từ A. Vương Tiểu Nhị đem đồ chu Thù thụy gọi đặt ở trên bàn ăn. Đa tạ Tiểu Nhị huynh. Sau khi chu thụ thụy nói một tiếng cảm ơn, liền bắt đầu ăn bậy bạ, không có biện pháp hắn thật sự là đói muốn chết. Chủ nhân trước của cổ thân thể này sau khi bị phong hàng hai ba ngày không có hảo hảo ăn cơm chờ chu thụ thụy nhổ xong hạt cơm cuối cùng xuống bụng chu thụ thụy hướng vương tiểu nhị hôn một câu tiểu nhị huynh tính tiền ps tác giả là cái manh tân có nơi đó viết không tốt thỉnh nhiều thứ lỗi thuận tiện vô liêm sĩ cầu một đợt phiếu cùng cất giữ chương 2 đại sư bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, đến rồi, tổng cộng một đồng bạc. Vương Tiểu Nhị nghe tiếng dám đến. Chu Thụ Thụy lấy túi tiền từ trong ngực ra, lấy ra một đồng bạc, sau đó nói với Vương Tiểu Nhị. Bình thường nơi này không phải rất náo nhiệt sao, sao hôm nay lại vắng vẻ như vậy, không nhìn thấy mấy người. Vương Tiểu Nhị thu hồi bạc trả lời. Ngươi mấy ngày nay bị nhiễm phong hàn, cho nên đối với chuyện bên ngoài không rõ lắm, ta nói cho ngươi biết vài ngày trước con trai trưởng quỷ nhà chúng ta gặp quỷ, hơn nữa nghe nói quỷ kia còn đuổi tới, liền đời ở trong tửu lâu này mọi người sau khi nghe nói đương nhiên không dám tới nơi này ăn cơm sợ dính xui xẻo chạy đường cùng hậu trù đều đi vài người không dám ở chỗ này làm à vậy tại sao ngươi còn ở chỗ này chu thụ thụy đánh giá vương tiểu nhị một chút người khác tránh không khỏi đâu hắn còn đang làm việc ở đây cái này không trên có già dưới có trẻ ta nếu là không làm việc lấy cái gì nuôi bọn họ ta nói cho người biết mấy ngày nay nhà chúng ta trưởng quỷ vì lưu lại chúng ta, cho chúng ta mỗi tháng tiền hàng tháng đều tăng gấp đôi. Vậy trưởng quỷ đâu, không thấy hắn a? À? Trưởng quầy đi thị trấn bên cạnh mời đại sư đi, nghe nói đại sư này đặc biệt lợi hại, có thể dùng một tờ giấy thêm một chén nước phong ấn quỷ quái, sau khi phong ấn mặt quỷ quái kia sẽ xuất hiện ở trên giấy, sau đó đại sư một kiếm liền đem quỷ quái chém chết, hơn nữa hắn còn có thể tay không ở trong chảo dầu vớt đồng tiền giảng trực chính là tiên nhân hạ phàm A. Vương Tiểu Nhị càng nói càng hưng phấn, giống như hắn ở đây nhìn thấy vậy. Thì ra là như vậy A, à, ta đây cáo từ trước. Chu Thụ Thụy vốn rất có hứng thú với vị đại sư này, nhưng sau khi nghe Vương Tiểu Nhị miêu tả nhất thời tẻ nhạc vô vị, bởi vì làm một thanh niên ưu tú thập niên 40 của thế kỷ 21, loại sách vở này cũng không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, hắn có chín phần nắm chắc vị đại sư này tuyệt đối là một kẻ lừa đảo chu tiên sinh đi thông thả vương tiểu nhị thấy chu thụ thụy không có hứng thú với đề tài này liền tự mình làm việc trong phòng nhỏ rách nát chu thụ thụy ăn uống no đủ đang nghiên cứu hệ thống gia trì khai quan này ký chủ chu thụ thụy tuổi 24 năm chủng tộc con người đạo hạnh một tháng công pháp không vũ khí thanh kiếm gỗ đào sơ cấp lời bài hát Rimari qua điểm tích lũy hệ thống. Không hệ thống đánh giá. Tuy rằng ngươi có pháp lực, nhưng là ngươi không có công pháp, không có một thân pháp lực, phối hợp với pháp y cùng đào một kiếm miễn cưỡng có thể đánh thắng cô hồn giả quỷ, nhưng ngươi vẫn như cũ vẫn là cái món gà. Hệ thống, mở hệ thống thương thành ra. Ký chủ hiện tại điểm tích lũy là không, không thể mở ra thương thành. Vậy hệ thống, phải làm thế nào mới có thể đạt được điểm tích lũy hệ thống? trả lời ký chủ, phải làm nhiệm vụ. Phải làm thế nào mới có thể làm nhiệm vụ? Mời chủ ký sinh tự tìm tòi. Cam, ngay cả cái bản thuyết minh đều không có, cái này quả thực tự như cái ba không sản phẩm, cây gà. Trong lòng chu thụ thụy thầm mắng một câu, hệ thống này vừa hỏi ba không biết, quả thực chính là sản phẩm ba không, sau khi bình phục tâm tình, chu thụ thụy liền bắt đầu nghiên cứu các chức năng khác. Vũ khí và vật phẩm này dùng như thế nào? Chu Thụ Thụy nhìn về phía kiếm gỗ đào sơ cấp và pháp y sơ cấp. Ký chủ trong lòng mặc niệm tên vũ khí hoặc vật phẩm là được. Lấy ra sơ cấp pháp y. Chu Thụ Thụy tâm niệm vừa động, một kiện pháp y xuất hiện ở trước mặt hắn, pháp y áo blue tay áo rộng một thước bốn tấc, nách phải mở vạt, có hai giải băng, áo blue thì đa số là đối vạt, mặc trên theo một ít hoa văn, cùng với hai kỳ thú không biết tên. Áo sơ cấp Từ thế giới thanh mai dệt từ tơ tầm hiệu quả tránh nước chống cháy thanh mai thế giới chu thụ thủy cẩn thận thưởng thức bốn chữ này cảm thấy hệ thống này không đơn giản lại có thể lấy được vật phẩm của thế giới khác lấy ra sơ cấp đào một kiếm chu thụ Thụy mặc niệm trong lòng một thanh kiếm gỗ đào bình thường xuất hiện trước mặt chu thụ Thụy sơ cấp đào một kiếm đến từ linh huyễn tiên sinh thế giới do mười năm đào một chế tác mà thành hiệu quả. Trừ ta. Đậu má, đồ vật trong thế giới linh huyễn tiên sinh. Ngay cả cái này cũng có. Chu Thụ Thụy không nghĩ tới hệ thống này ngay cả tác phẩm điện ảnh và truyền hình cũng có thể lấy được. Hệ thống, khai quan gia trì phải làm như thế nào? Trả lời chủ ký sinh, giống như lúc trước, trong lòng mặc niệm là được. Chu Thụ Thụy nghe xong đem ánh mắt nhìn về phía thanh kiếm gỗ đào kia, sau đó chỉ vào nó mặc niệm khai quan gia trì trong nháy mắt chu thụ thụy mặc niệm khai quan gia trì hắn cảm giác cổ lực lượng trong thân thể mình toàn bộ bị rút cạn cam chu thụ thụy ở trong lòng tức giận mắng một câu lần đầu tiên khai quan không có kinh nghiệm một lần đem trong thân thể pháp lực đều ép khô bất quá cũng may bởi vì hệ thống nguyên nhân thân thể của hắn có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí đến chậm rãi khôi phục pháp lực xem ra ta thiếu một bộ công pháp Chu Thụ Thụy cảm thụ tự thân pháp lực khôi phục tốc độ, cảm giác quá chậm, nếu như có một bộ công pháp mà nói tuyệt đối so với như vậy nhanh hơn nhiều. Sau đó Chu Thụ Thụy đem lực chú ý chuyển dời đến trên người đào một kiếm, đây là hắn dùng pháp lực khai quan một tháng đạo hành gia trị qua A, không biết hiệu quả như thế nào. Sơ cấp đào một kiếm Đến từ linh huyễn tiên sinh thế giới, do 10 năm đào một chế tác mà thành, khai quan gia trị sau hiệu quả. Trừ tà ư một, tránh tà dùng một tháng đạo hành pháp lực khai quan gia trì sau đào một kiếm trừ tà công năng từ một, còn nhiều cái trừ tà công năng, tạm được, xem như kiếm lời đi. Xem xong hiệu quả sau khi khai quan gia trì, chu thụ Thụy rất hài lòng, tìm thư uyển bất quá bởi vì một lần rút đi toàn bộ pháp lực, hiện tại chu thụ Thụy cảm giác phi thường mệt mỏi, phi thường mệt mỏi. Cho nên anh cất đồ đạt đi, sau đó dép lê, nằm ở trên giường buồn ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng sau khi rời giường chu thụ thụy cầm chổi đánh răng súc miệng một chút dùng khăn lông lau mặt một chút sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài ăn điểm tâm thuận tiện cân nhắc một chút nghiệp lớn kiếm tiền của hắn về phần kiếm tiền như thế nào đương nhiên là giúp người có tiền bắt quỷ quái lệ quỷ hắn hiện tại đối phó không được nhưng là cô hồn giả quỷ bình thường hắn vẫn không chạm hắn có âm dương nhãn chỉ cần không lãng đừng đi chọc những lệ quỷ kia là được chu thụ thụy ra cửa rẽ trái đi tới tửu lâu khang nhạc. Nhưng lúc này cửa tửu lâu khang nhạc đóng chặt, chu thụ thụy tiến lên gõ cửa. Kéo kẹt. Người mở cửa chính là Vương Tiểu Nhị. Ban ngày ban mặt sau lại đóng cửa. Chu Thụ Thụy nghi hoặc hỏi. Chưởng quỷ nhà chúng ta mời vị đại sư kia tới, đại sư kia nói hôm nay phải đóng cửa từ chối khách, đợi đến tối hắn muốn mở đàn làm phép. Vương Tiểu Nhị hưng phấn nói. À, buổi tối ta có thể tới xem một chút không? Chu Thụ Thụy dò hỏi, tuy rằng hắn có chín phần nắm chắc vị đại sư này là kẻ lừa đảo, nhưng nhàn rỗi cũng nhàm chán, đến tham gia náo nhiệt cũng có thể. Đương nhiên có thể, đêm nay giờ tuất ba khắc đại sư sẽ khai đàn, đừng bỏ lỡ, người bình thường rất khó nhìn thấy loại tràng diện này. Vương Tiểu Nhị cười hì hì nói, trong giọng nói mang theo một chút khoe khoang. Được, ba khắc trước giờ tuất ta nhất định sẽ đến đúng giờ nói xong chu thụ thụy liền chắp tay rời đi nhớ kỹ là giờ tuất ba khắc đêm nay vương tiểu nhị sợ chu thụ thụy quên nhìn không được lại nói một câu chương ba tuyệt chiêu bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon window Aspigon, push sau khi chu thụ thụy rời khỏi khang nhạc tửu lâu ở trên đường tùy tiện tìm một quầy hàng bán thức ăn gọi một đĩa dưa muối cùng một chén cháo trắng liền ăn ăn xong điểm tâm chu thụ thụy ngay tại trên đường cái đi bộ đi tới cái này ngựa xe như nước trên đường phố con đường này rất rộng rãi trên mặt đất phủ kín màu xanh gạch đường phố hai bên có trà lâu quán rượu tiệm cầm đồ xưởng rạp hát rất phồn hoa trên bãi đất trống hai bên đường phố còn có không ít tiểu thương bọn họ bán phần lớn đều là một ít đồ dùng hàng ngày có phần nhỏ là bán thảo dược chu thụ thụy đi tới đi lui thấy một người bán điêu khắc chu thụ thụy tiến lên ngồi xổm xuống hỏi ông chủ chuỗi vòng tay phật châu này bao nhiêu tiền tiểu thương trả lời năm đồng xu ta muốn còn có một quan âm bên kia ta cũng muốn được rồi vòng tay phật châu năm đồng một bồ tát tám đồng ta tính ngươi mười hai đồng tiểu thương đã lâu không khai trương hiện tại nghe được chu thụ thụy muốn mua đồ trên mặt vui tươi hớn hở còn thiếu chu thụ thụy một đồng tiền chu thụ thụy lấy túi tiền từ trong ngực ra tỉ mỉ đến 12 đồng đưa cho tiểu thương, sau đó cầm lấy chuỗi vòng tay Phật Châu cùng một quan âm. Về đến nhà, chu Thụ Thụy đem vòng tay Phật Châu cùng quan âm gỗ kia đặt lên bàn, hắn mua mấy thứ này là vì thí nghiệm một chút hệ thống gia trì khai quan này có thể khai quan gia trì phàm vật hay không? Khai quan gia trì chu Thụ Thụy đối với vòng tay Phật Châu mặc niệm trong lòng nói, bất quá lần này hắn không có đem toàn bộ pháp lực trong cơ thể đều gia trì lên, chỉ gia trì nửa tháng trong nháy mắt đó chu thụ thụy lại cảm giác cổ lực lượng trong thân thể mình bị rút đi bất quá lần này không có rễ như lần trước toàn bộ rút đi chỉ rút đi một nửa mà lực lượng này tiến vào trong vòng tay phật châu vòng tay phật châu cũng theo đó hiện lên hào quang màu trắng bất quá cũng chỉ có trong nháy mắt mà thôi lúc này vòng tay phật châu làm cho người ta cảm giác căn bản không giống nhau thật giống như là hai cái vòng tay không giống nhau chu thụ thụy cầm vòng tay phật châu trong tay lúc này nếu vòng tay Phật Châu cho Chu Thụ Thụy một loại cảm giác an toàn mơ hồ, giống như có thứ gì đó đang bảo vệ hắn. Vòng tay Phật Châu, hiệu quả sau khi khai quan gia trì. An thần, tránh tà. Chuỗi vòng tay Phật Châu này sau khi khai quan hiệu quả là an thần và tránh tà, tránh tà này không giống với trừ tà sau khi khai quan gia trị của kiếm gỗ đào lúc trước. Trừ tà là chủ động, hàm chứa thanh lý tà ác sự vật, dọn sạch con đường ý tứ, có năng lực đối phó tà ác đồ vật, có thể thương tổn đến tà vật tránh tà là bị động khi tà ác đến bảo vệ ngươi không bị thương tổn để cho tà ác không thể tiếp cận ngươi từ đó để cho tà ác né tránh ngươi quả nhiên có thể chu thụ thụy nhìn vòng tay phật châu trong tay trên mặt cười như hoa nở bất quá hắn cũng chiếm được hệ thống truyền đến một cái tin tức chính là cái này phật châu lắc tay chất liệu phàm vật chế tác công nghệ cũng là bình thường điêu khắc mài cho nên nó có thể bị khai quan gia trì năng lượng không thể quá nhiều, kém không nhiều lắm 8 tháng pháp lực liền đây. Nếu như mạnh mẽ khai quan gia trì vòng tay Phật Châu này sẽ vỡ tan, hơn nữa vòng tay Phật Châu này vốn không phải là pháp khí gì, cho nên hiệu quả khai quan gia trì sẽ xói mòn. Nếu như không cứ cách một đoạn thời gian khai quan gia trì một lần, hiệu quả vòng tay Phật Châu này tối đa duy trì khoảng 6.7 năm, sau đó sẽ biến trở về phàm vật. Đây là dưới tình huống không có sử dụng, nếu gặp phải nguy hiểm gì hoặc là công kích sói mòn sẽ nhanh hơn, chỉ có vật phẩm có chứa linh tính hoặc là linh khí khai quan gia trị sau đó mới sẽ không sói mòn hiệu quả. Ví dụ như pháp y sơ cấp và kiếm gỗ đào sơ cấp trong không gian hệ thống của chu thụ thụy, hai kiện này đều là pháp khí, chất liệu không phải phàm vật, công nghệ chế tác cũng không phải khâu và mài điêu khắc đơn giản. Mặc dù năng lượng mà chúng được khai quan gia trị cũng có hạn chế, ví dụ như thanh kiếm gỗ đào kia tối đa khai quan gia trị năm, Sáu năm pháp lực, nhưng hiệu quả khai quan gia trị của nó sẽ không mất đi. Sau đó Chu Thụ Thụy lại đem một quan âm cũng khai quan gia trị một lần, lần này pháp lực trong thân thể hắn đã rỗng tuyết. Một quan âm, sau khi khai quan gia trị hiệu quả. Trấn trạch về một một quan âm này sau khi khai quan gia trị chỉ có một công hiệu, chính là trấn trạch bất quá hiệu quả tăng cường. Đáng tiếc hiệu quả sau khi khai quan gia trị không có biện pháp khống chế, đều là ngẫu nhiên hệ thống mỗi một lần khai quan gia trì sau hiệu quả đều là ngẫu nhiên người không có cách nào khống chế nó lần sau khai quan gia trì sau đó sẽ xuất hiện hiệu quả gì sau khi cảm thán một tiếng chu thụ thụy đeo vòng tay phật châu trên tay đặt một quan âm lên bàn học trấn trạch sau khi làm xong chu thụ thụy liền ngồi bên cửa sổ ngẩn người tự hỏi kế tiếp phải phát triển như thế nào mà thân thể của hắn hình như là bởi vì nguyên nhân hệ thống sẽ tự động hấp thu linh lực từ đó đạt tới hiệu quả khôi phục pháp lực Chu Thụ Thụy cứ như vậy lặng lặng cảm thụ thân thể thông thả hấp thu linh khí thiên địa sung sướng. Thời gian vội và chảy đi, rất nhanh đã đến giờ tuất, Chu Thụ Thụy cũng là qua loa ăn cơm tối, sau đó ra cửa rẽ trái đi tới này khang nhạc tử lâu trước. Giờ tuất đừng gọi là hoàng hôn, còn có tên là nhật tịch, nhật mộ, nhật vãn, ý tứ là lúc này mặt trời đã xuống núi, trời sắp tối chưa tối, thiên địa mờ nhạt, vạn vật mông lung, cho nên gọi là hoàng hôn, đổi thành thời gian hiện đại chênh lệch không nhiều lắm là 19 giờ đến 21 giờ, cũng chính là khoảng thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ. Người đánh canh đã đánh canh, sau đó kém không nhiều lắm lại qua thời gian một nén nhang, tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc. Giao su xu xuyên. Công cho nên thời gian hiện tại kém không nhiều lắm là giờ tuất hai khắc, đổi thành thời gian hiện đại kém không nhiều lắm chính là khoảng 7 giờ rưỡi. Lúc này trước khang nhạc tửu lâu có không ít người đang hỗ trợ bố trí pháp đàn, có bàn dùng để khai đàn, mặt trên bày một đôi nến hồng đại, bên cạnh đặt lư đàn hương, để đàn hương. Cùng với tịnh thủy chung, pháp giảng, lệnh bài, một ngư, hoàng biểu giấy, hương dùng 5 lít gạo đựng đầy gạo cũng cắm vào trong gạo trấn yêu kiếm, lệnh kỳ, huệ quan thiết xoa các loại pháp khí, một ngư không chỉ là Phật giáo có, đạo giáo cũng có. Bên cạnh còn có người trong tay mang theo hai con gà sống, chỉnh thể nhìn qua rất tra dáng mà chu thụ thụy thì đứng ở một bên xem náo nhiệt ở xung quanh hắn cũng có không ít người xem náo nhiệt lúc này vương tiểu nhị cười hì hì đi tới bên cạnh hắn nói ra thế nào chưa thấy qua ta nói chờ một chút đại sư khai đàn cách làm càng đặc sắc vị đại sư này trước khi khai đàn sẽ làm một đoạn tuyệt kỷ ồ tuyệt kỹ gì chứ chính là lúc trước ta nói với ngươi tay không ở trong chảo dầu vớt đồng tiền sự hưng phấn trên mặt vương tiểu nhị vẫn chưa giảm rất chờ mong tuyệt chiêu tiếp theo của đại sư. Bồ, rất lợi hại. Chu Thụ Thụy cùng Vương Nhị Tiểu hai người hàng huyên ba phút, bốn phút sau, một gã mặc đạo bào hoa lệ, sau lưng đi theo hai gã đạo đồng đạo trưởng đi tới. Vị đạo trưởng này mắt phượng sơ mi, sắc mặt hồng nhuận, thần thái phiêu dật, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy bộ dáng rất lợi hại. Chư vị nhường một chút, cẩn thận bị dậu bắn trúng. Ở đạo đồng sau lưng lại đi tới hai cái đại hán, bọn họ đang nâng một cái chảo dầu đi vào đám người, sau đó đặt ở trên giá lửa. TS. Mọi người có hay không vé a? Cho đứa nhỏ đáng thương một chút vé a. Người mới không dễ dàng a. Chương 4 Khai đàn làm phép. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, Trương Thiên Sư, Trương Thiên Sư, người rốt cục đã tới. Ngay tại thời điểm hai gã đại hán đem chảo dầu đặt ở trên giá lửa một vị nam tử trung niên thân thể hơi mập mạp từ trong đám người chen ra. Phía sau vị nam tử trung niên thân thể hơi mập mạp này còn có một người trẻ tuổi đi theo, người trẻ tuổi này cúi đầu đi đường, có chút ngại ngùng. Người tới chính là lão bản khang nhạc tử lâu La Khang Nhạc, vị thanh niên phía sau là nhi tử của La Khang Nhạc, La Khang Bình. Chính là vị xui xẻo bị quỷ cuốn thân kia, còn đưa quỷ tới tử lâu khang nhạc. Cư sĩ đừng hoảng, cư sĩ đừng hoảng thiên sư kia nheo mắt an ủi la khang nhạc ai u thiên sư a à, không phải ta hoảng, là cái này tà vật thật đáng sợ hơn nữa còn khiến cho ta tử lâu không cách nào khai trương ta đây thật sự là không có biện pháp a à. la khang nhạc vẻ mặt đau khổ mang theo một tia nức nở nói cư sĩ đừng hoảng hốt bần đạo đây không phải tới sao hôm nay nhất định để tà vật này rời khỏi tử lâu của ngươi cảm ơn thiên sư cảm ơn thiên sư chờ sau khi chuyện thành công la mổ tất có trọng tạ la khang nhạc nghe được trương thiên sư tự mình mở miệng muốn hàng phục yêu ma trong lòng nhất thời đại định trương thiên sư nơi này hết thảy đều chuẩn bị tốt ngươi chuẩn bị khi nào thì bắt đầu làm a à? cư sĩ chớ vội không biết cư sĩ có đồng tiền hay không trương thiên sư cũng không có gấp gáp mở đàn cách làm mà là hỏi ngược lại la khang nhạc nói có 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 không biết thiên sư muốn bao nhiêu La Khang Nhạc nghe vậy lập tức móc túi tiền từ trong ngực ra. Một quả là được. Trương Thiên Sư tiếp tục hít nửa hai mắt, khí định thần ngưng nói. Thiên Sư, đưa đây. La Khang Nhạc từ trong túi tiền lấy ra một đồng tiền đưa cho vị Thiên Sư này. Trương Thiên Sư tiếp nhận đồng tiền sau đó trực tiếp đem đồng tiền ném vào trong chảo dầu, sau đó mở miệng nói ra. Điền củi, châm lửa hai gã đại hán phía sau nghe nói lập tức đổ củi đốt lửa về phía trước. vài phút sau, nồi dầu này vẫn chưa bị đun sôi, là khang nhạt nóng nảy. thiên sư a, tại sao dầu này còn chưa cháy a? có thể nhanh một chút hoặc là chờ thiên sư ngài chém tà vật này rồi vớt đồng tiền hay không? không cần, để ta giúp sư phụ đun sôi nồi dầu này. lúc này đạo đồng bên cạnh trương thiên sư đứng ra, tỏ vẻ muốn giúp sư phụ hắn đun sôi nồi dầu này. vậy thanh nguyệt ngươi đi đi. Trương Thiên Sư mở miệng đồng ý chuyện này. Vâng, sư phụ. Thanh Nguyệt đi lên phía trước vương hai tay ra, sau đó vẽ một vòng tròn trên chảo dầu, sau đó đè mạnh xuống. Ba 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 ba. Nồi dầu này lập tức bị đun sôi, khiến mọi người liên tục lấy làm kỳ lạ. Mà lúc này Trương Thiên Sư đi lên phía trước, vương tay trái, kéo tay áo ra, sau đó vương vào trong chảo dầu. Ba 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 tay trương thiên sư ở trong chảo dầu trượt động, chọc cho dầu trong chảo dầu bóp bóp trung động, chỉ chốc lát trương thiên sư liền từ trong nồi vớt ra một đồng tiền kia. Điều này làm cho tất cả mọi người vây xem khiếp sợ không thôi, nhào nhào tỏ vẻ, thiên sư lợi hại, thiên sư hảo thần thông. Điều này cũng làm cho một số người vốn nghi ngờ vị trương thiên sư này có bản lĩnh thật sự hay không bỏ đi nghi ngờ, nhau nhau cảm thấy vị này là đại sư chân chính. Tất cả những thứ này đều bị chu thụ thụy nhìn ở đáy mắt. Hắn hiện tại dám khẳng định cái gọi là thiên sư này là một tên lừa đảo, còn có đạo đồng đi theo hắn cũng vậy. Cái kia tên là Thanh Nguyệt đạo đồng vừa rồi mãnh liệt được áp tay thời điểm có cái gì tự trong ống tay áo của hắn rơi ra, vật này rơi vào trong nồi sau trong nồi dầu thật giống như nhanh chóng sôi trào lên, mà cái này động tác nhỏ người ngoài khả năng nhìn không thấy. Nhưng Chu Thụ Thụy có mắt âm dương sơ cấp, mắt âm dương sơ cấp này khiến Chu Thụ Thụy nhìn đồ càng thêm rõ ràng, so với người bình thường rõ ràng hơn nhiều loại động tác nhỏ này bị hắn thu hết vào đáy mắt. Hơn nữa cái nồi này cùng dầu bên trong cũng có vấn đề. Chu Thụ Thụy thì thào lẩm bẩm, hắn cảm giác đáy nồi này giống như bôi thứ gì đó cách nhiệt, còn có dầu này thoạt nhìn cũng không quá bình thường. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới muốn vạch trần, mời đại sư tới làm đơn giản là vì một cái an tâm, cầu một cái an ủi tâm lý, hắn cùng lão bản tử lâu lại không quen, không có lý do gì làm loại chuyện cố hết sức không lấy lòng này ngươi cũng cảm thấy đại sư này là giả. Ta cũng vậy. Ngay khi Chu Thụ Thụy đang du thần, bên cạnh hắn có một người đáp lời. Chu Thụ Thụy quay đầu nhìn, người này làn da mịn màng như ngọc, môi hồng răng trắng, tướng mạo đoan chính, khí vũ hiên ngang, so với Chu Thụ Thụy cao hơn một chút, nhìn ra chừng một mét bảy. Làm sao ngươi biết ta cảm thấy vị đại sư này là giả? Ở đây tất cả mọi người lực chú ý đều ở vị đại sư này trên người, còn nhao nhao cảm thán đại sư thần thông, chỉ có ngươi cao mày nhìn vị kia đạo đồng còn có kia chảo dầu. Kỳ thật ta cũng nhìn ra bọn họ dùng cũng chỉ bất quá là một ít mánh khóe nhỏ, hơn nữa đại sư chân chính cần trước khi làm một bộ này sao? Ngươi phân tích rất có đạo lý, bọn họ chính là làm một ít tiểu xảo hù dọa những người này, sau đó hảo lừa gạt bọn họ tiền, chân chính đại sư khinh thường mà làm loại chuyện này. Chu Thụ Thụy rất đồng ý với cách nói của vị công tử ca này tại hạ lý quân phong ta thấy huynh đài cũng là người đọc sách không biết huynh đài cao tính đại danh công tử ca nho nhã lễ độ chấp tay thở dài nói tại hạ chu thụ thụy là một tú tài nghèo ở huyện bình khang hai người sau khi cho nhau biết họ tên cũng không nói thêm gì mà tiếp tục chuyển ánh mắt đến vị trương thiên sư này vị trương thiên sư này sau đó liền chuẩn bị cách làm khai đàn đầu tiên là niệm một bộ chú pháp khai đàn thiên thanh địa minh âm trọc dương thanh năm sáu âm tôn, thiên không nước quế, địa không yêu trần, minh tuệ động thanh, lượng lớn huyền huyền cũng. Sau khi đọc xong chú Pháp khai đàn, vị trương thiên sư này lại nói một câu. Khai đàn phù mệnh đã tuyên truyền, tìm thư uyển Pháp lệnh phi sắc triệt địa thiên. Tạm giới đại ma tề tiêu tán, ngũ phương quỷ quái diệt trừ. Nói xong cầm lấy trấn yêu kiếm cắm ở trong gạo đùa dẫn một cái kiếm hoa, sau đó dính phù giấy trên bàn dẫn tới hỏa tâm của Hồng Đại Chúc, đốt phụ giấy sau đó lại ở không trung quơ quơ vài cái vật yêu ta còn không mau hiện hình qua nửa phút sau vẫn không có động tĩnh gì chỉ có gió lạnh thổi qua ống tay áo của vị trương thiên sư lắc lư trên không trung khí sát ta nhìn ta khai thiên nhãn khiến ngươi không chỗ nào che giấu nói xong vị trương thiên sư này hai bên ngón tay kẹp lấy hai lá liễu dính chút nước dán lên mắt sau đó kịch liệt trung rẩy vừa run còn vừa lẩm bẩm thiên tôn ban pháp mắt trong mắt sáng, khả quan tà ám, không chỗ nào che giấu, vội vàng như luật lệnh. Hà! Tạ Tôn nhìn thấy ngươi, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Nói xong Trương Thiên Sư bước đi như bay, một cái sông mạnh chạy ra ngoài mấy mét xa, sau đó đối với không khí chính là liên sự có mấy bộ kiếm quyết. Trong mắt người bên ngoài, đây là Trương Thiên Sư đang đấu pháp với quỷ quái, nhưng trong mắt Chu Thụ Thụy có mắt âm dương sơ cấp, vị trương thiên sư này tự như hai tên ngốc đầu thôn cầm cành cây đánh không khí ở nơi nào. Đầu năm nay thiên sư cũng quá dễ làm đi, ta thượng ta cũng được, không đúng, ta không có hắn tốt như vậy diễn xuất, người này diễn quá thương mại tốt. Chu Thụ Thụy ở trong lòng nhìn không được phun ra tiếng ồn, nhưng không thể không bội phục diễn xuất thâm hậu của vị trương thiên sư này, có thể trợn mắt nói dối. Sau khi giả thần giả quỷ còn có thể mặt không đỏ tim không nhảy, lời nói cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kiếm quyết múa lên cũng sạch sẽ lưu loát, tiêu sái phiêu giật. Nói thật nếu như không phải bởi vì chu thụ thụy có sơ cấp mắt âm dương, hắn đều tin lão đầu tử hỏng bét này. Chương 5 Thật sự có quỷ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, vì trương thiên sư này đối với không khí chính là sau khi liên sử dụng mấy bộ kiếm quyết, lại từ trong ngực móc ra một tờ giấy vàng đối với không khí giận dữ quát. Tạ vật, Xem ta thu ngươi." Sau đó niệm chú ngữ: "Thiên địa ban cho, ta này lấy giấy vàng làm giới, phong ấn tà quỷ, dám có người không phục, áp vào u lao, thu." Sau khi đọc xong, Trương Thiên Sư tay cầm giấy vàng thất tha thất thểu lùi lại vài bước, sau đó định thân lại, phun ra một ngụm khí vẫn đục. "Chư vị không cần sợ, tà vật nơi này đã bị ta thu phục rồi." Trương Thiên Sư xoay người lại vẫy vẫy tờ giấy vàng trên tay mọi người nói: mà chu thụ thụy ở một bên đã nhìn đến ngay người quả nhiên gừng vẫn là già cây lão nhân này cũng quá có thể lừa dối đi ta thiếu chút nữa đều tin thiên sư nếu không đem tà vật này chém đi nếu tà vật này không cẩn thận chạy ra chúng ta sẽ gặp phải nói đúng phải diệt cỏ tận gốc để diệt hậu hoạn thiên sư đứng chém nó đi đúng vậy thiên sư chém nó đi lúc này trong đám người có người hô một câu những người khác cũng là nhao nhao tỏ vẻ muốn lấy tuyệt hậu hoạn, vì có tận gốc. Tà vật này cũng là làm nhiều việc ác, vốn nên trừ, chư vị ác như thế tà vật này, bản thiên sư kia hiện tại liền giúp các ngươi chém nó, để tuyệt hậu hoạn. Minh Phong Trương thiên sư gọi đạo đồng bên cạnh một tiếng, sau đó phất phất tay ý bảo hắn tiến lên tiếp nhận giấy vàng. Thủy Lai, hôm nay cho ngươi xem nguyên hình tà vật này. Minh Phong đi lên phía trước tiếp nhận tờ giấy vàng kia, mà Trương Thiên Sư tiếp nhận một chén nước thanh nguyệt đưa tới, sau đó uống một ngụm nước trong chén liền phun lên trên. Tờ giấy vàng này vừa tiếp xúc với nước liền hiện ra một khuôn mặt quỷ màu đỏ dữ tợn khủng bố, sợ tới mức người vây xem ở một bên vội vàng lui về phía sau vài bước. Trảm. Trương Thiên Sư nhìn thấy trên giấy vàng hiện ra mặt quỷ sau, trực tiếp một kiếm đem giấy vàng chém thành hai nửa. Tốt, Thiên Sư uy vũ. Thiên Sư uy vũ, Thiên Sư uy vũ. La Khang Nhạc hô lên một tiếng thiên sư uy vũ, mọi người cũng nhao nhao hô theo. Mà lúc này Chu Thụ thủy thiếu chút nữa đem mắt âm dương trở thành xem thường, loại trò này thật sự rất thông thường, ở địa cầu còn có các loại tiết mục giải trí bốc trần bí mật loại trò này. Đây chính là dùng một tờ giấy đã trải qua xử lý đặc thù, sau khi dùng nước kiềm vẽ ra hình dạng quỷ, phơi khô liền không nhìn thấy, sau đó lại phun nước gừng lên, hình dạng quỷ liền lại xuất hiện nếu trò này còn có người tin vào thế kỷ 21, chu Thụ Thụy sẽ gội đầu theo kiểu xoắn ốc Thomas. Trương Thiên Sư, rượu mừng công đã trang bị xong, chúng ta bây giờ liền đi ăn mừng. La Khang cười ha hả nói với Trương Thiên Sư, quỷ quái đã bị Thiên Sư chém giết, con trai hắn không có việc gì, tử lâu của hắn cũng có thể tiếp tục buôn bán bình thường, trong lòng đó là vui vẻ hu chấm 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 hu chấm, hu chấm hát o o ngay tại thời điểm mọi người chuẩn bị cùng đi chúc mừng một trận âm phong thổi qua ánh trăng cũng bị mây đen cản lại có vẻ nơi này thập phần âm trầm đại sư sao lại đi nhanh như vậy ở lại lâu một chút nha một đạo thanh âm làm cho người ta nghe xong xương cốt đều mềm nhũng truyền tới bên tai mọi người giờ này khắc này trận này tất cả mọi người da đầu tê dại cả người run rẩy trương thiên sư kia càng là nhanh dọa tiểu vốn tưởng rằng lại là một lần đơn giản giả thần giả quỷ bây giờ thật đúng là tới một cái quỷ mà chu thụ thụy dựa vào sơ cấp âm dương nhãn đã tập trung vào chủ nhân của thanh âm đó là một nữ tử áo đỏ diện mạo khô vàng ánh mắt lội ra nàng đang đứng ở cửa tửu lâu nhưng hiện trường ngoại trừ chu thụ thụy ra không ai thấy được nàng con mẹ nó tiểu thuyết và điện ảnh nữ quỷ trong phim truyền hình không phải rất xinh đẹp sao tại sao con này xấu thế Chu Thụ Thụy hiển nhiên là bị dung nhan tuyệt thế của nữ quỷ này dọa sợ, điều này cũng phá vỡ ảnh hưởng của hắn đối với nữ quỷ. Trong ấn tượng của hắn nữ quỷ đều xinh đẹp giống như Vương Tổ Hiền, nhưng hiển nhiên hắn sai rồi. Hi hi, đại sư đừng tìm nữa, ta ở chỗ này. Nữ quỷ kia nhìn thấy Trương Thiên Sư ở chung quanh nhìn chung quanh nhìn không được cười ra tiếng, sau đó hiện ra thân hình. A a a a. Khi nữ quỷ hiện thân, tất cả mọi người ở đây đều bị dọa đến oa oa kêu thẳng đặc biệt là con trai la khang nhạc la khang bình thiếu chút nữa bị dọa hôn mê bất tỉnh lúc này la khang nhạc còn gặp qua một chút việc đời dẫn đầu ổn định thân hình sau đó quay đầu nói với người phía sau mọi người đừng hoảng hốt chúng ta có trương thiên sư ở đây trương thiên sư lập tức hàng phục nữ quỷ này đúng vậy chúng ta có trương thiên sư chúng ta có trương thiên sư chúng ta còn sợ cái gì nói rất đúng mời trương thiên sư lần nữa trừ quỷ quái mời trương thiên sư diệt quỷ lần nữa mọi người ở đây đồng loạt nhìn về phía trương thiên sư chung quanh hơn nữa mời hắn trừ quỷ lần nữa ta vừa cùng con tà ma kia đại chiến một phen hiện tại trong cơ thể là pháp lực thấy đấy ta cần một chút thời gian khôi phục xin mọi người giúp ta tranh thủ thời gian nữa nén hương vì trương thiên sư này hai chân rùng mình chống đỡ thân thể tiếp tục lừa dối mọi người Trương Thiên Sư chúng ta phải như thế nào giúp ngươi tranh thủ thời gian, chúng ta không biết đạo Pháp A. À. La Khang Nhạc Trung lẫy bảy hỏi. Mọi người nghe ta nói, người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần, mọi người chỉ cần đồng tâm hiệp lực tiến về phía nàng, nàng tuyệt đối sẽ bị các ngươi dọa chạy. Trương Thiên Sư lúc này hai chân đã không còn run rẩy, ổn định thân hành nói với mọi người. Mọi người nghe được cảm thấy thập phần có đạo lý, sau đó ngoại trừ Chu Thụ Thụy cùng Lý Quân Phong, mọi người nhao nhao nắm tay hướng nữ quỷ kia đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Vậy, thiên sư kia, nữ quỷ này sao lại không sợ chứ? Mọi người đã đi đến nữ quỷ trong vòng ba mét, rốt cục có người nhìn không được quay đầu chất vấn trương thiên sư, nhưng là người nọ phát hiện trương thiên sư vậy mà mang theo đạo đồng của hắn đi tới đi lui phương hướng. Trương thiên sư chạy trốn rồi mọi người vốn đang nắm tay nhau vừa nghe đều quay đầu nhìn lại tìm thư uyển con mẹ nó thật sự chạy chạy đi tất cả mọi người nhao nhao vung hai tay chạy mà vào lúc này nữ quỷ kia vung ống tay áo ống tay áo theo đó dài ra bay về phía trương thiên sư sau đó quấn quanh vị trương thiên sư này kéo về phía sau chỉ thấy trương thiên sư ở trên không trung một đường công duyên dáng ngã sắp xuống trước người nữ quỷ kia ta xem các ngươi ai dám chạy còn chạy nữa kết cục so với chết còn thảm hơn. Nghe nói như thế, mọi người nhao nhao chịu đựng bước chân khủng hoảng nhìn về phía nữ quỷ, liền cái kia hai cái đạo đồng cũng là dừng bước không dám lại động một chút. Nữ quỷ này phiêu nhiên bay lên, bay tới trước mặt La Khang Bình. La Lan, ngươi thật sự vong ân phụ nghĩa như vậy sao, ngươi đã quên ngày đó ngươi nói muốn cưới ta sao? Nữ quỷ ẩn tình đưa tình nhìn chầm chầm La Khang Bình nói. Ta không có, ta ngày đó uống say, ta không muốn cưới ngươi, ngươi cút ngay, ngươi cái xấu xí ác quỷ. La Khang Bình này đã bị dọa đến thần trí không rõ, hiện tại lại nhìn thấy là nữ quỷ bay về phía hắn hơn nữa ép hỏi chuyện ngày đó, nhìn không được điên cuồng trống lên. Ngươi! Lại tuyệt tình như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Nữ quỷ kia vừa nghe La Khang Bình nói chuyện này trực tiếp nổi đoá, khuôn mặt khô gầy khô quắc trong nháy mắt trở nên càng thêm dữ tợn, mười ngón tay muốn bóp La Khang Bình tà quấy chớ có đã thương người. Ngay khi mười ngón tay nữ quỷ muốn đụng tới La Khang Bình, một tiếng giận dữ từ một bên truyền đến. Người này đúng là Lý Quân Phong, lúc này hắn không biết từ nơi nào biến ra một thanh trường kiếm, chỉ vào nữ quỷ quát. Thanh vân quan đời thứ bảy truyền nhân Lý Quân Phong ở đây, các ngươi tà quấy còn không mau mau bó tay chịu trói. Chương 6 Nguyên do chuyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, đạo sĩ thối dám xen vào việc của người khác. Nữ quỷ vẻ mặt tức giận nhìn về phía Lý Quân Phong. Ngươi không có lòng hại người, ta liền mắt nhắm mắt mở buông tha cho ngươi, nhưng hiện tại ngươi muốn hành hung, ta có thể mặc kệ. Lý Quân Phong kiếm chỉ nữ quỷ nghĩa chính ngôn từ nói. Vậy ngươi đi chết đi. Nói xong nữ quỷ liền huy động ống tay áo, hướng Lý Quân Phong đánh tới. Lý Quân Phong né tránh một cái, Trở tay chính là một kiếm, thế nhưng cái gì cũng không chém được, lão đảo một cái thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Lý Quân Phong rất nhanh phản ứng lại, ổn định thân hình, sau đó thôi động pháp lực, trường kiếm kia nhất thời kèm theo một tầng mỏng manh màu lam nhạt. Hôm nay ta sẽ chém ngươi dưới kiếm, ha? Lý Quân Phong một cái đạp bước trút về phía trước đi, chuẩn bị hàng phục nữ quỷ này, nhưng còn chưa tới gần đã bị hư không xuất hiện quỷ thủ đánh ngã trên mặt đất. Tên ta đã ngươi lại đánh lén ta. Lý Quân Phong che miệng vết thương lên án mạnh mẽ nữ quỷ. Ai u ta còn tưởng rằng có cao nhân tới, không nghĩ tới là con nít, còn không nhịn được đánh như vậy. Nữ quỷ nhìn Lý Quân Phong nằm trên mặt đất cười cười, ngay từ đầu nàng còn bị Lý Quân Phong làm cho hoảng sợ, cho rằng đến một cao thủ, không nghĩ tới yếu như vậy. Ha ha, không có thời gian chơi với cậu, cậu nằm yên đi. Nữ quỷ kia nhìn một chút Lý Quân Phong sau đó liền không để ý tới hắn xoay người lại hướng La Khang Bình bay đi. La Lan, ngươi lại bạc tình bạc nghĩa như vậy, ta đây cũng chỉ có thể làm cho ngươi biến thành quỷ vĩnh viễn cùng ta đi chết đi. Ngay khi nữ quỷ lại muốn giết chết La Khang Bình, lại có một giọng nói truyền đến. Dừng tay. Lần này thương mại là ai a? À? Nữ quỷ rốt cục chịu không nổi nói tục, lặp đi lặp lại nhiều lần có người đến phá rối, tâm tính tốt quỷ cũng phải sụp đổ cái này còn để cho quỷ hảo hảo giết một người hay không a à? Mà người lên tiếng lần này chính là chu thụ thụy vừa rồi ở một bên ngay người, hắn sợ dĩ ngay người là bởi vì vừa rồi hệ thống nhắc nhở hắn phát động nhiệm vụ. Chúc mừng chủ ký sinh phát động nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ và Trần Nghiệt Duyên giữa con trai ông chủ Khang Nhạc Tử Lâu La Khang Bình và nữ quỷ Thu Lan, đồng thời để La Khang Bình thừa nhận sai lầm của mình. Phần thưởng nhiệm vụ trăm điểm tích lũy hệ thống, số lần rút thưởng với một. Này này, chu Tú Tài đừng muốn chết, đây chính là nữ quỷ A. Lúc này Vương Tiểu Nhị bên cạnh chu Thụ Thụy đi tới, kéo góc áo chu Thụ Thụy nhỏ giọng nói. Mà những lời này đều bị nữ quỷ Thu Lan nghe được. Ngươi một cái nghèo Tú Tài cũng dám quản chuyện của ta, ngươi là thật sự không sợ chết. Nữ quỷ Thu Lan vẻ mặt khinh thường nhìn chu Thụ Thụy nói. Vậy như vậy thì sao? Chu Thụ Thụy vừa dứt lời chỉ thấy trên người hắn đột nhiên xuất hiện một kiện pháp y kỳ lạ, trên tay phải có thêm một thanh kiếm gỗ đào tinh xảo, trên tay trái cầm một chuỗi vòng tay Phật Châu. Mà nữ quỷ Thu Lan hiển nhiên bị Chu Thụ Thụy dọa sợ, liền mở miệng nói. Ngươi là Hà Môn Hà Phái, tại sao phải quản chuyện của ta? Chu Thụ Thụy thân thể thật sự kỳ lạ, mặt pháp y không giống pháp y đạo giáo cũng không giống pháp y Phật giáo, không biết là pháp y của giáo phái nào, mà tay phải hắn cầm kiếm gỗ đào, nhưng tay trái lại cầm vòng tay Phật Châu, thật sự làm cho người ta còn có quỷ đoán không ra. Ta không cửa không phái, chỉ là một thư sinh nghèo túng ở huyện Bình Khang, kính xin cô nương bình tĩnh một chút, ta thấy ngươi cũng là tiểu thư khuê cát, có chuyện gì không thể từ từ nói, ngươi đem chuyện này nói một chút, ta xem có thể giúp ngươi hay không. Chu Thụ Thụy lấy lễ đối đãi, chuẩn bị không chiến mà khuất phục. Ai, ta vốn là con gái của một thái thú liễu châu từ rất lâu trước đây. Nữ quỷ Thu Lan nhìn thấy chu thụ thụy lộ một tay tinh diệu càng không thuật, cùng với chính mình lại nhìn không thấu đạo hành của hắn, cảm thấy đây không phải là có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ như vậy, liền tỉnh táo lại, đem kinh nghiệm của mình nhất nhất nói ra. Thì ra nàng vốn là thiên kim của một thái thú liễu châu, đáng tiếc gia cảnh sa sút trong nhà phụ thân bị người ta buộc tội, đầy đi biên cương, mà nàng giống như đi gặp phụ thân một lần, người trong nhà cực lực phản đối, nhưng nàng vẫn đi một mình, thế nhưng đi được nửa đường gặp phải bọn cướp, nàng không chịu bị sỉ nhục liền tự mình kết thúc. Cuối cùng thi thể của cô được một người tốt bụng phát hiện, mai táng cô ở một nơi giả ngoại gần huyện Bình Khang, để cô nhập thổ vi an, còn lập bia mộ. Sau đó nàng linh hồn ly thể, trở thành cô hồn giả quỷ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lại qua năm sáu năm âm thọ của nàng hao hết, cuối cùng hồn quy thiên địa. Thế nhưng sau khi nàng chết trong lòng sinh oán niệm, cổ oán niệm này kích phát kỳ vật nào đó trên người nàng, làm cho nàng sống sót, từ lúc đó bắt đầu nàng liền hy vọng người nhà của nàng có thể tìm được nơi này. Nhưng Xuân Hạ Thu Đông vừa luân hồi, đảo mắt đã hơn 80 năm trôi qua, không một ai tới nơi đây tìm kiếm nàng. Nhiều năm trôi qua như vậy, người trong nhà nhớ rõ nàng hẳn là đã qua đời, đám tặc nhân kia cũng có thể chết hết, nàng liền nản lòng thoái chí, oán niệm trong lòng cũng tiêu tán, theo oán niệm tiêu tán kỳ vật như vậy cũng mất đi hiệu quả. Nàng vốn định đi đầu thai chuyển thế, thế nhưng huyện Bình Khang không có miếu thành hoàng, mà phạm vi quản hạt miếu thành hoàng gần nhất không tới nơi này, hơn nữa bởi vì oán niệm của nàng tiêu tán, kỳ vật mất đi hiệu lực, địa phương mình chết ở cũng không phải là nơi âm sát gì, không có gì có thể tẩm bổ hồn thể của nàng. Cho nên đạo hành của bản thân nàng tiêu tán hơn phân nữa, hồn thể trở nên không ổn định hơn nữa nàng cũng sẽ không tu luyện công pháp gì, làm cho nàng không cách nào rời khỏi phần mộ của bản thân quá xa, chỉ có thể đi bộ ở nơi hoang vu giả ngoại này, cùng với một bộ phận huyện Bình Khang phụ cận. Theo lý thuyết cứ tiếp tục như vậy qua vài năm hoặc là mười mấy năm nàng sẽ hồn về thiên địa, đáng tiếc ngoài ý muốn thường thường chính là tới đột ngột như vậy. Một ngày nào đó có người đi tới bên cạnh phần mộ của nàng, hơn nữa lớn tiếng thổ lộ, nói mình chính là đặc biệt tới tìm nàng, là muốn tới cưới nàng, muốn cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ, sau đó lại nói một đống lớn lời tâm tình buồn nôn cùng thề non hẹn biển. Trước khi chết bà rất ít tiếp xúc với đàn ông vì vấn đề gia quy, sau khi chết ngay cả một người nói chuyện cũng không có, phần lớn thời gian bà đều ở trong mộ, rất ít đi ra ngoài hoạt động, cho nên hiểu rất ít về chuyện nam nữ. Tìm thư uyển www sinh com cho nên người kia dễ dàng lay động trái tim thiếu nữ của nàng, nhưng khi nàng xoay người thời điểm đối phương lại chạy hắn chạy nàng liền đuổi theo hắn đang chạy nàng đang đuổi như vậy vừa chạy một đuổi đến tại khang bình tửu lâu và rồi những gì đã xảy ra a à, thì ra là như vậy chu thụ thụy gật đầu sau đó xoay người đá la khang bình đã hôn mê ừ la khang bình bị chu thụ thụy đá như vậy liền chậm rãi tỉnh lại sau khi hắn tỉnh lại thấy được nữ quỷ thu lan kia nhìn không được lại kêu to lên a à, quỷ a à, ngày đó tôi thật không phải cố ý tôi uống say rồi. Im đi, im lặng và kể hết những gì đã xảy ra hôm đó. Chu Thụ Thủy thấy La Khang Bình lại la to, nhìn không được lại đạp một cước. Tôi, hôm đó tôi cùng bạn bè uống rượu, sau đó. La Khang Bình đem chuyện ngày đó của hắn từng chút từng chút nói ra. La Khang Bình lúc bình thường tỉnh như xử nữ, phi thường ngại ngùng, nhưng một khi uống say liền tính tình đại biến, còn thích uống rượu điên cuồng, bằng hữu của hắn đều sợ hắn uống say vừa vặn ngày đó la khang bình uống quá nhiều một đám bằng hữu của hắn thấy thế biết kế tiếp hắn muốn uống rượu đến phát điên liền lừa hắn nói khang bình huynh huynh cũng đã trưởng thành rồi lúc nào thì tìm vợ a à, nếu không chúng ta giúp huynh tìm đi la khang bình uống say liên tục cân nhắc bảo đám bằng hữu này giúp hắn tìm vợ sau đó bằng hữu của hắn nói khang bình huynh kỳ thật chúng ta tìm liền giúp ngươi tìm được rồi ngay tại chỗ này hướng đông hai dặm địa có một tiểu phòng ốc cô nương kia ngay tại trong phòng ốc nhỏ, chỉ bất quá cô nương kia thẹn thùng, không dám lại đây, nếu không chính ngươi tự mình đi qua. La Khang Bình vừa nghe liền lập tức đồng ý, sau đó ra cửa chạy về hướng đông. Chương 7 Đồng hành Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, La Khang Bình uống rượu say, sau đó chạy loạn một trận về phía đông, chạy tới chạy lui giả lĩnh hoang vu sau đó la khang bình ngừng lại mượn hơi rượu hô to vài tiếng ở nơi hoang vu này cô nương ngươi ở đâu cô nương không cần thẹn thùng a ta tới tìm ngươi oa wow, nhưng trong giả lĩnh hoang vu này có nữ tử tuổi thanh xuân a đều là bằng hữu của hắn lừa gạt hắn muốn cho hắn chạy bộ đem rượu này tản đi cũng không nghĩ tới la khang bình này chạy lung tung chạy xa như vậy sức rượu này vẫn còn ngay tại thời điểm la khang bình ở nơi hoang vu giả lĩnh này loạn chuyển hắn nhìn thấy phương xa có một vị bóng lưng dáng người thước tha mềm mại hắn còn tưởng rằng đây chính là các bằng hữu nói cho hắn môi giới liền vội vàng chạy tới sau đó lung lay chắp tay thở dài thi lễ cô nương ta tới đây ta tới cưới nàng ách công tử ngươi đừng nói đùa chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt nữ tử thước tha mềm mại đưa lưng về phía la khang bình nói các huynh đệ của ta không phải đã nói với ngươi sao ngươi yên tâm ta người này tuyệt đối đáng tin cậy nhà chúng ta mở tử lâu, là Bình Khang huyện người giàu nhất, ngươi gả cho ta tuyệt đối không lo ăn mặc, ngạch, là Khang Bình ưỡng ngực ngẩng đầu nói. Công tử hiểu lầm, ta chưa từng thấy huynh đệ nào của ngươi, ta cũng không biết ngươi, xin công tử tự trọng. Lời nói của cô gái kia mang theo một chút thẹn thùng, hẳn là bị trêu chọc. Có phải em cảm thấy sau khi gả cho anh sẽ bị khi dễ hay không? Em yên tâm con người anh chưa bao giờ đánh người, chớ nói chi là đánh phụ nữ anh sẽ đối tốt với em cả đời cả đời ở bên em la khang bình vỗ ngực lớn tiếng nói ban ngày anh không có cách nào gặp em buổi tối lại không có nhiều thời gian ở chung chúng ta hay là quên đi nữ tử kia sau khi nghe la khang bình nói hiển nhiên dao động nhưng vẫn cự tuyệt la khang bình vậy thì như thế nào nếu là lưỡng tình lâu dài lại há sớm chiều chiều la mổ ta lại là loại người ham muốn sắc đẹp nếu tôi là ma thì sao Ngươi cho dù là quỷ ta cũng yêu ngươi. Nếu tôi xấu xí thì sao? Mặt chẳng qua chỉ là cái túi da, là khang bình ta không phải hạng người nông cạn, làm sao có thể để ý những thứ này? Cho dù bộ dạng ngươi xấu hơn nữa ta cũng sẽ cưới ngươi, là khang bình ta thề với trời. La Khang Bình dựa vào sức rượu nói chuyện cũng không trải qua đại não, nói từng câu từng chữ thật là âm vang hữu lực, lời nói ngay cả quỷ cũng tin. Thật sao? lúc này nữ tử này kích động xoay người lại, nhìn khuôn mặt khô gầy như củi, ánh mắt nhô lên, mặt đầy nếp nhăn. đây chính là nữ quỷ thu lan, nàng bởi vì đạo hạnh tiêu tán hơn phân nửa, hồn thể không ổn định, cho nên dung mạo cũng nhanh chóng già yếu, cùng người chết giống nhau như đúc, không đúng, nàng chính là người chết. a, à, quỷ a. À. khi nữ quỷ thu lan xoay người, la khang bình trực tiếp bị dọa tỉnh rượu, sau đó điên cuồng chạy tới huyện bình khang. ai nha? là làng ngươi làm sao vậy là làng ngươi chậm một chút đừng ngã sắp xuống nữ quỷ thu lan thấy la khang bình quay đầu bỏ chạy đuổi theo ngươi đừng tới đây a à? la khang bình quay đầu thấy quỷ đuổi theo tốc độ lại nhanh hơn vài phần cứ như vậy bọn họ một đường chạy đến huyện bình khang ban ngày nữ quỷ thu lan trốn ở tửu lâu khang nhạc buổi tối đi tìm la khang bình la khang bình mỗi lần đều bị dọa không nhẹ sau đó phụ thân hắn la khan nhạc liền đi huyện bên cạnh mời đại sư bắt quỷ sau đó liền phát sinh một mạng như bây giờ thì ra còn có một câu chuyện như vậy vì cô nương này ta vừa rồi thất lễ lúc này lý quân phong đã từ trên mặt đất đứng lên đi tới một bên đối với nữ quỷ thu lan hành lễ hơn nữa vì vừa rồi lỗ mãn xin lỗi đạo trưởng không cần nhiều để ý gọi ta là thu lan là được rồi mà chu thụ thụy ở một bên cũng hiểu được chuyện gì xảy ra chính là tiểu tử này sau khi uống say đi trêu chọc mùi tử, cuối cùng trêu chọc tới tay, sau đó phát hiện mùi tử bộ dạng khó coi, liền quay đầu bước đi. Loại chuyện này nói cho chúng ta biết, thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không tin tưởng cái miệng này của nam nhân. Khụ khụ, La Khang Bình ngươi hiện tại đã ý thức sai lầm của mình chưa? Chu Thụ Thụy ho khan hai tiếng hỏi La Khang Bình. Tôi biết sai rồi, tôi thề với trời tôi sẽ không bao giờ dám nữa. La Khang Bình ba ngón lên trời thề. Ngươi nói với ta có ích lợi gì? Mau đi xin lỗi Thu Cô Nương. Được được được. La Khang Bình tỉnh quỳ gối trước mặt nữ quỷ Thu Lan nói. Thu Cô Nương ta sai rồi, ta không dám nữa. Ta lúc trước đều là uống say mê, ta không dám nữa, ta không dám nữa. La Khang Bình vừa nói vừa vả miệng mình. Cũng được, đây chẳng qua là tình nguyện của ta mà thôi. Ngươi đi đi nữ quỷ Thu Lan nhắm mắt trưng trưng. Được được được, tôi đi đây. La Khang Bình nghe vậy lập tức đứng dậy, chạy về phía cha mình. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được 100 điểm tích lũy hệ thống. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được một lần cơ hội rút thưởng. Chu Thụ Thụy nghe được hệ thống này ba đạo thanh âm cảm giác tâm tình thập phần thoải mái. Thu Lan cô nương, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Quân Phong ở một bên không khỏi hỏi. Ta muốn đầu thai chuyển thế, thế gian này đã không còn nơi nào ta có thể lưu luyến. Nữ quỷ Thu Lan hướng thân ảnh La Khang Bình chạy trốn cô đơn hồi đáp. Ta có thể giúp Thu Lan cô nương đi miếu thành hoàng đầu thai chuyển thế, chẳng qua phải ủy khuất Thu Lan cô nương tiến vào trong túi khốn hồn này. Lý Quân Phong lấy ra một cái túi vải màu xanh, nói với nữ quỷ Thu Lan. Không có gì ủy khuất, làm phiền Lý Đạo trưởng rồi nữ quỷ thu lan thân thể đứng trang nghiêm hai tay đang vào nhau tay phải đặt ở phía trên đặt ở thắt lưng trái hơi quỳ gối hướng về phía lý quân phong hành lễ vạn phúc tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê chấm giao su com vậy xin thu lan cô nương đừng phản kháng ừ ta lấy thiên địa làm lòng giam ta lý quân phong cầu thiên mượn pháp thu chỉ thấy lý quân phong vừa đọc xong chú ngữ nữ quỷ thu lan liền hóa thành một luồng khói xanh bay vào trong túi vải màu xanh kia Lý Huynh, ta muốn cùng ngươi thu nhận Thu Lan cô nương cùng đi miếu thành hoàng, không biết có tiện không? Khi Lý Quân Phong thu hồi túi khốn hồn, Chu Thụ Thụy đề xuất muốn cùng Lý Quân Phong đưa nữ quỷ Thu Lan đi miếu thành hoàng. Dù sao đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến chân chính người tu tiên, hắn đối với thế giới này tu tiên giới một chút cũng không rõ ràng lắm, có thể từ Lý Quân Phong trong miệng bộ ra chút tin tức đó là vô cùng tốt, cho dù là một chút tin tức cũng so với hiện tại cái gì cũng mạnh hơn chu cư sĩ giống đi theo ở dưới đương nhiên là vô cùng tốt, hơn nữa đạo hạnh của chu cư sĩ cao hơn ta, trên đường nếu có chuyện gì phát sinh, còn phải dựa vào chu huynh. Tuy rằng Lý Quân Phong có ý trêu ghẹo, nhưng trong mắt hắn đạo hạnh của chu thụ thụy tuyệt đối cao thâm hơn hắn nhiều, bởi vì hắn nhìn không thấu đạo hạnh của chu thụ thụy. Hơn nữa cộng thêm thuật càng không lấy vật mà thụ thụy vừa bỏ sót tuần trước, Lý Quân Phong phỏng đoán chu thụ thụy hẳn là cao nhân cùng cấp bậc với sư phụ hắn, có lẽ so với sư phụ hắn còn cao hơn, có thể cùng một vị cao nhân đồng hành đó là vinh hạnh của hắn. Nói không chừng đối phương còn có thể ở trên đường chỉ điểm chính mình, có thể liền kiếm đại phát. Đương nhiên hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chu thụ thụy căn bản không có bao nhiêu đạo hạnh, hắn nhìn không thấu chu thụ thụy đạo hạnh cùng với càng không lấy vật thuật kia đều là bởi vì khai quan gia trì hệ thống. Hệ thống có thể nói trong lúc vô hình đã giúp chu thụ thụy lắp một đợt bê chu thụ thụy cũng trong lúc vô hình chó cậy gần người một phen nữ quỷ thu lan vừa rồi chính là bị hù dọa như vậy nếu không đã sớm đánh nhau nào có nhiều lời vô nghĩa như vậy chương 8 hệ thống thương thành bạn đang nghe tại truyện chấm audio asbigon window asbigon push lý huynh không cần gọi ta là cư sĩ ngươi cứ gọi ta là chu huynh đi chu thụ thụy chắp tay nói cái này không thích hợp cái này tuyệt đối không thích hợp. Ở trong mắt Lý Quân Phong, Chu Thụ Thụy ít nhất cùng một cấp bậc với sư phụ hắn, thậm chí còn cao hơn, thật sự không dám gọi là huynh đệ. Vậy. Được rồi. Đối phương một lần nữa kiên trì Chu Thụ Thụy cũng không tiện nói cái gì, thích gọi như thế nào thì gọi đi, dù sao đối với hắn mà nói cũng không sao cả. Hai người lại hàng huyên một hồi, sau đó đều tự cáo từ trở lại phòng mình ngủ nhưng chu thụ thụy trở lại phòng không ngủ mà mở giao diện hệ thống ký chủ chu thụ thụy tuổi 24 năm chủng tộc con người đạo hành một tháng công pháp không vũ khí thanh kiếm gỗ đào sơ cấp vật phẩm pháp y sơ cấp vòng tay phật châu một quan âm điểm tích lũy hệ thống một trăm hệ thống đánh giá tuy rằng ngươi có pháp lực nhưng là ngươi không có công pháp, không có một thân pháp lực, phối hợp với pháp y cùng đào một kiếm miễn cưỡng có thể đánh thắng cô hồn giả quỷ, nhưng ngươi vẫn như cũ vẫn là cái món gà. Hệ thống, mở hệ thống thương thành ra. Kiểm tra đo lường được ký chủ có hệ thống tích lũy, vì ký chủ mở ra hệ thống thương thành. Khu thương mại hệ thống mở xong. Chu Thụ Thụy nhìn khu thương mại hệ thống một chút, sau đó lâm vào trầm tư. Cái này hệ thống thương thành giao diện cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, mặt trên có tiền tòi khung, phía dưới là các loại phân loại, lại phía dưới là các loại đề cử. Giảm giá trong thời gian có hạn, có hàng rẻ, có phiếu ưu đãi, cùng với các loại hàng hóa ngẫu nhiên đề cử. Không biết vì sao Chu Thụ Thụy nhìn thấy giao diện này đột nhiên cảm giác hệ thống cấp bậc trớt xuống, không giống như trước kia thần bí cao lớn như vậy. Càng giống như là một cái từ hải ngoại mua đồ vật. Sau đó đem đồ vật đặt ở nào đó bảo thượng buôn bán nhị đạo buôn bán. Tại sao ta luôn cảm giác hệ thống sẽ kiếm ta chênh lệch giá đâu này? Chu Thụ Thụy ở trong lòng phun ra một cái rảnh, không có biện pháp cái rảnh này thật sự quá nhiều, hắn đều hoài nghi đây là một người cha họ Mã đến dị giới mở chi nhánh. Trở lại chuyện chính, cái này phân loại có vũ khí khu, công pháp khu, thần thông khu, ngôn ngữ khu, đan dược khu, hàng ngày đồ dùng khu, khoa học kỹ thuật khu đặc thù kỹ năng khu vân vân. Chu Thụ Thụy không chút do dự lựa chọn công pháp khu, bởi vì hắn hiện tại thiếu chính là công pháp khu. Bát thức quy nguyên pháp Đến từ đạo thể thế giới, do thế giới kia đạo gia cao thủ sáng tạo ra tu hành công pháp, hiệu quả. Tu luyện gia tăng đạo hạnh, tăng nhanh pháp lực khôi phục. 30 hệ thống tích lũy Cửu thủ công pháp Đến từ đạo pháp thế giới, từ thế giới kia đạo giáo cao thủ sáng tạo ra tu hành công pháp, hiệu quả. Tu luyện gia tăng đạo hạnh, tăng nhanh pháp lực khôi phục. 50 hệ thống tích lũy Sư hổ toái kim ngâm Đến từ đấu phá thương khung thế giới, tàn thư các học viện ca nam, quy lực cường đại, có đại uy năng toái kim chấn hồn, hiệu quả. Sư hổ tề khiếu, vạn thú thần phục 720 điểm tích lũy hệ thống Đóng vai pháp đến từ quỷ bí chi chủ thế giới, do tiền nhân kinh nghiệm tổng kết mà thành, giảm bớt tu hành sai lầm, hiệu quả. Tăng nhanh ma dược tiêu hóa, TS. Cần phối hợp ma dược sử dụng. 20 hệ thống điểm tích lũy. Khí ma pháp. Đến từ thành long lịch hiểm ký thế giới, do viễn cổ khí pháp sư cùng với bác đại thần minh sáng tạo, hiệu quả. Hấp thu thiên địa linh khí, vận dụng thiên địa linh khí. 70 hệ thống tích lũy nhìn công pháp rực rỡ muôn màu này chu thụ thụy quyết đoán lựa chọn bát thức quy nguyên pháp không có nguyên nhân khác cũng là bởi vì hắn tiện nghi hiện tại chu thụ thụy không có bao nhiêu điểm tích lũy hệ thống không thể loạn hoa công pháp hiện tại có thể sử dụng là được dù sao sau này phải đổi tốt hơn sau khi mua bát thức quy nguyên pháp tri thức tương ứng liền tràn vào trong đầu chu thụ thụy từng đạo tin tức này tiến vào trong đầu chu thụ thụy chu thụ thụy thế nhưng lập tức có thể hiểu được áo nghĩa trong đó sau khi chu thụ thụy tiêu hóa xong những tin tức này hắn phát hiện bát thức quyên nguyên pháp của hắn lại trực tiếp đại thành trâu bò quả nhiên hệ thống sản phẩm tất thuộc tinh phẩm trong lòng chu thụ thụy vui như nở hoa đây là bản công pháp đầu tiên trong đời hắn sau đó chu thụ thụy đè nén hưng phấn của mình mở khu vũ khí hắn hiện tại cần một kiện có thể tự bảo vệ mình vũ khí tuy rằng hắn hiện tại có đạo hành nhưng là thật sự là quá ít đối phó bình thường tiểu quỷ còn được nhưng nếu là gặp phải yêu thú, liền hắn cái này tiểu thân thể chịu không được mấy cái. Cho nên hiện tại hắn cần một kiện vũ khí giá rẻ uy lực lại cường đại, rất nhanh chu thụ thụy đã tìm được vũ khí hắn muốn trong khu vũ khí. Magnum Revolver Đến từ rung thế giới, là rung trên thế giới hình thể lớn nhất, uy lực mạnh nhất Revolver một trong, thương trên thân còn khắc đầy thần thánh rung, hiệu quả. Xuyên thấu, diệt linh 50 hệ thống tích lũy đây chính là vũ khí chu thụ thụy muốn mua, hơn nữa sau khi mua còn có thể ngẫu nhiên phân phối ba loại đạn hiệu quả khác nhau tổng cộng 100 viên. Chu thụ thụy hướng hệ thống thanh toán 50 hệ thống điểm tích lũy sau, trong tay nhiều ra một thanh màu trắng bạc súng lục ổ quay phi thường lớn. Súng lục ổ quay này do bạc trồng chế tạo vỏ ngoài, đường công đồng súng hoàng mỹ, thoạt nhìn tràn ngập sức căng đạn trống, khí phách vô cùng, trừ lần đó ra, trên thân súng còn khắc đầy các loại phù văn kỳ quái. Khi Chu Thụ Thủy tiếp xúc với khẩu súng lục ổ quay mang nung phiên bản ma huyễn này, tin tức của nó cũng theo đó xuất hiện trong đầu Chu Thụ Thủy. Tên thật Mang nung revolver mẫu số 629 revolver phương pháp bắn Bắn một lần, bắn liên tục kích thước Lớn, khổng lồ, một trong những khẩu súng lục lớn nhất thế giới cả về khối lượng và sức mạnh, loại 44 mang nung chiều dài thun 8,3,8 in, 210, 82, 203, 2mm, vật liệu làm. Hợp kim ma thuật kết cấu thép bề mặt thân súng. Thép không gỉ thông thường vật liệu bán súng cao su thông thường chữ khắc. Nạp khắc linh văn dung lượng băng đạn. 6 viên cần quay hợp mực. Bên phải tầm nhìn. Tầm nhìn phản chiếu và điểm tham quan phía sau, bao gồm điểm nổi bật màu đỏ kiểu R nằm ở phía trước và điểm tham quan phía sau có hình dạng màu trắng có thể điều chỉnh, thiết bị bảo hiểm. Bảo hiểm không bằng tay, bảo hiểm tự động, Chu Thụ Thụy cân nhắc khẩu súng lục này một chút, cảm giác trên tay tự như cầm một khối sắt, vô cùng nặng nề. Chu Thụ Thụy suy nghĩ trong chốc lát, tìm kiếm thiết sa trưởng trên khung tìm kiếm, sau đó xuất hiện cố thức thiết sa trưởng, ngũ hại thiết sa trưởng, thiếu lâm thiết sa trưởng vân vân. Chu Thụ Thụy cân nhắc một chút, cuối cùng lựa chọn thiếu lâm thiết sa trưởng, dù sao thiếu lâm người ta danh tiếng lớn mà, đây chính là cái gọi là hiệu ứng thương hiệu. Tìm thư uyển sinh chấm com thiếu lâm thiết sa trưởng. Đến từ từng kinh thương hải nan thủy thế giới, do thiếu lâm đại sư diễn luyện mà đến, có thể bổ đá đoạn kim, hiệu quả. Cứng rắn, cự lực. 10 hệ thống tích lũy. Sau khi mua chu thụ thủy có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình biến hóa, bàn tay cùng cánh tay đều rắn chắc không ít, còn nhân tiện học được 23 chiêu trưởng Pháp, thiếu lâm thiết sa trưởng đại thành. Chu Thụ Thụy là một cường giả bàn phím thế kỷ 21, đã từng vì tranh cãi mà đọc vô số tư liệu, để cho cái gì cũng biết một chút, tự nhiên hiểu được một đạo lý dễ hiểu. Đó chính là mặc kệ là súng gì, quy lực của nó càng lớn, lực vật cũng càng lớn, quy lực của súng lục ổ quay mang nung này phi thường lớn, lực vật cũng là lớn kinh người. Lấy điều kiện thân thể hiện tại của Chu Thụ Thụy mà xem, có thể cầm vững khẩu súng hay không còn là một vấn đề, cho nên Chu Thụ Thụy mua trưởng pháp có tính giá tương đối cao này. Một, có thể bảo vệ bản thân, tăng cường năng lực bảo vệ tính mạng bản thân. Hai, có thể làm cho mình cầm vững khẩu súng này, cùng với lực giật có thể thừa nhận khẩu súng này. Ngoài ra Chu Thụ Thụy cũng ý thức được các loại công pháp khác nhau trong hệ thống thương trường, sau khi mua, trực tiếp tu luyện tới đại thành biểu hiện cũng khác nhau tỷ như vừa rồi mua bát thức quy nguyên pháp loại này cùng loại với tu luyện trong cơ thể công pháp, công pháp cảnh giới là trực tiếp đại thành, nhưng chu thụ thụy trong cơ thể pháp lực cũng không có tăng. Giống như một cái chén nhỏ đổi thành một cái chén lớn, nhưng nước trong chén không thay đổi nhiều, muốn thay đổi nhiều thì tự mình rót nước, hệ thống sẽ không trực tiếp cho bạn nước. Mà loại công pháp thiếu lâm thiết sa trưởng này tương tự như tu luyện bên ngoài cơ thể, sau khi công pháp trực tiếp đại thành, tố chất thân thể của Chu Thụ Thụy cũng tăng lên theo. Giống như một cái ly thủy tinh đổi thành một cái ly inox, hoặc có thể nói là ly thủy tinh bình thường đổi thành ly thủy tinh công nghiệp, nói tóm lại là làm cho bạn trở nên cứng trắng hơn. Chương 9 Rút thưởng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, Ký Chủ Chu Thụ Thụy Tuổi 24 năm chủng tộc Con người đạo hành một tháng công pháp. Bác thức quy nguyên pháp, thiếu lâm thiết sa trưởng vũ khí. Thanh kiếm gỗ đào sơ cấp, súng lục mang nùm truy vô vờ vật phẩm. Sơ cấp pháp y, Phật châu vòng tay, một quan âm, sang ma đạn 37, trừ tà đạn 21, phá giáp đạn 42 điểm tích lũy hệ thống. 10 hệ thống đánh giá. Ngươi bây giờ có tu hành công pháp cùng thiết sa trưởng cộng thêm sơ cấp đào một kiếm cùng mang nung ổ quay súng lục cùng với những viên đạn kia để cho thực lực của ngươi tăng nhiều, ngươi bây giờ có ở trên thế giới này sinh tồn năng lực. Chu Thụ Thụy nhìn giao diện, tâm niệm khẽ động xem xét đạn săn ma, đạn trừ tà, đạn phá giáp. Săn ma đạn Đến từ quỷ bí chi chủ thế giới, do Ruen Vương quốc đêm tối nữ thần giáo hội chế tạo, hiệu quả. Săn ma, xuyên giáp Viên đạn trừ tà đến từ quỹ bí chi chủ thế giới, do đồng bái lãng bảo táp giáo hội chế tạo, hiệu quả. Trừ ta. Đạn phá giáp. Đến từ Green Star World, được chế tạo bởi ca Ami Firemet Chăng, Phép. Phá giáp. Nên rút thưởng. Trước hết để cho ta đi rửa tay. Chu Thụ Thụy bưng một chậu nước, sau đó rửa tay trước sau sạch sẽ, có người bái lạy các phương hướng đông nam tây bắc. Trong miệng còn nhắc tới thiên linh linh địa linh linh, thái thượng lão quân mau hiển linh, đánh cược một lần xe đạp biến mô tô, đơn rút ra kỳ tích. Hệ thống rút thưởng Trong rút thưởng Chúc mừng chủ ký sinh đạt được đạo hạnh một năm. Chu Thụ Thụy nghe được trúc thăm trúng thưởng liền gật đầu, một năm đạo hạnh tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lúc này Chu Thụ Thụy cần nhất chính là đạo hạnh, dù sao một tháng đạo hạnh của hắn thật sự quá ít, một năm đạo hạnh này có thể nói là một trận mưa đúng lúc sau đó chu thụ thụy lĩnh thưởng lại nhìn giao diện hệ thống ký chủ chu thụ thụy tuổi 24 năm chủng tộc con người đạo hạnh một năm một tháng công pháp Bác thức quy nguyên pháp thiếu lâm thiết sa trưởng vũ khí thanh kiếm gỗ đào sơ cấp súng lục mang nùm truy vô vờ vật phẩm sơ cấp pháp y phật châu vòng tay một quan âm sang ma đạn 37, trừ tà đạn 21, phá giáp đạn 42 điểm tích lũy hệ thống. 10 hệ thống đánh giá Lấy ngươi thực lực bây giờ, chỉ cần không tùy tiện tìm đường chết, không tùy tiện đi ra ngoài sống bên ngoài, ngươi liền có thể an nhàn sống sót. Sau đó chu thụ thụy cầm lấy khẩu súng lục ổ quay mang nung nhắm vào nó khai quan gia trị pháp lực đạo hành 8 tháng. Mang nung revolver Đến từ rung thế giới, là rung trên thế giới hình thể lớn nhất, quy lực mạnh nhất revolver một trong, thương trên thân còn khắc đầy thần thánh run hiệu quả xuyên thấu với một diệt linh bị một chu thụ thủy gật gật đầu nhưng không tiếp tục khai quan gia trị, hắn chuẩn bị còn lại một ít pháp lực để khai quan những vật phẩm khác sau đó lại lấy ra sơ cấp đào một kiếm lần này hắn trực tiếp tăng thêm 5 tháng đạo hành pháp lực sơ cấp đào một kiếm đến từ linh huyễn tiên sinh thế giới do 10 năm đào một chế tác mà thành khai quan gia trị sau hiệu quả trừ tà thứ hai, tránh tà thứ một. Chu Thụ Thụy nhìn hiệu quả một chút, sau đó liền cảm giác được toàn thân mệt mỏi, liền đem đồ đạc toàn bộ thu lại, sau đó bò lên giường bắt đầu tu luyện bát thức quy nguyên pháp để hồi phục pháp lực. Chu Thụ Thụy ngồi xếp bằng ở trên giường, thả lỏng hình thể cùng tinh thần, nhắm hai mắt, cũng ngậm miệng làm cho hô hấp chi khí từ mũi ra vào, lưỡi để trên vòm miệng, dựng thẳng sống hàm ngực, hai cánh tay rũ xuống, tự nhiên ý nhìn xuống bụng, hai tay nắm chặt cứ như vậy chu thụ thủy bắt đầu điều thần ngưng thần nhập định khiến cho hoạt động ý thức ở vào trạng thái tương đối ổn định tức là hư không tàn tịch diệt minh tâm kiến tính trước đoạn ý thức sau đó ý thức như xâm nhập vào trong u minh lại không biết trời là cái nắp đất là dư cũng không biết bên ngoài có người đã có thân thể chu thụ thủy tiến vào tỉnh tắc thần tàn trong cảnh giới vong ngã hư vô mờ ảo cứ như vậy tu luyện suốt một đêm sáng sớm ngày hôm sau Hô Chu Thụ Thụy ngồi xếp bằng trên giường mở hai mắt ra, thở ra một hơi vẫn đục. Sau khi xuống giường hoạt động một chút thân thể cứng ngắc, cảm khái nói. Quả nhiên có công pháp hồi phục pháp lực nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa đạo hạnh còn hơi tăng lên một tia. Cảm khái xong Chu Thụ Thụy bắt đầu đánh răng, rửa mặt, ra ngoài ăn điểm tâm. Đông, đông. Ngay khi Chu Thụ Thụy vừa mới chuẩn bị ra ngoài ăn điểm tâm, có người gõ cửa gỗ nhà hắn. Ai? cái kia, chu đại sư ta là lão bản khang nhạc tử lâu la khang nhạc. chu thụ thụy nghe nói liền mở cửa lớn, ngoài cửa không chỉ có la khang nhạc, còn có con trai la khang bình của hắn. La lão bản tìm tôi có chuyện gì? Không có chuyện gì lớn, đây là hôm qua ngươi cứu tiểu nhi một mạng, tại hạ vô cùng cảm kích, vì vậy tỏ vẻ biết ơn. La Khang Bình cân nhắc túi tiền trong tay một chút, bắt đầu từ hôm qua hắn đã muốn đến tìm Chu Thụ Thụy, dù sao cách vách mình có một vị đại sư đạo hạnh cao thâm a à, ai không muốn nịnh bợ một chút nhưng lại cảm thấy đã quá muộn giờ này đi tìm có vẻ không quá lễ phép cho nên sáng sớm hôm nay liền mang theo nhi tử của mình cùng nhau đến bái phỏng chu thụ thụy thuận tiện tìm hắn có chút chuyện vậy tiểu sinh sẽ không khách khí chu thụ thụy lại không khách sáo mà trực tiếp tiếp nhận túi tiền lúc trước hắn còn muốn kiếm tiền như thế nào vừa vặn có người đưa lên hắn sẽ không khách khí hơn nữa còn sẽ không ở trong lòng băng khoăn, bởi vì đây là hắn nên được. ngày hôm qua nếu không phải hắn ra tay hỗ trợ, kia là khan nhạc nhi tử sợ đến mất mạng tại chỗ. la lão bản hẳn là còn có chuyện tìm ta đi. ha ha, chu đại sư là người sản khoái, la mộ cũng không giấu giếm, la mộ đích xác có chút chuyện muốn tìm chu đại sư. À, tìm thư quyển có chuyện gì a? À? là như vậy, bắt đầu từ hôm qua ta và khuyển tử đã thấp thỏm lo âu tuy rằng nữ quỷ kia đã bị chu đại sư hàng phục nhưng vẫn cảm thấy tâm trạng trống trải không có cảm giác an toàn cho nên ta muốn hỏi chu đại sư cũng không có pháp khí trấn trạch gì có thể tặng cho la mổ đương nhiên la mổ sẽ không uổng phí pháp khí của chu đại sư la mổ nguyện ý ra trăm lượng hoàng kim mua bảo vật vẻ mặt la khang bình nghiêm khắc nhìn chu thụ thụy nhìn thấy toàn thân chu thụ thụy nổi da gà vừa vặn tiểu sinh có một trấn trạch mộc quan âm có thể tặng cho các hạ nói xong chu thụ thụy xoay người đi lấy một quan âm trên bàn có tiền ai không kiếm a à, một quan âm này mới 8 đồng tiền mà hắn gia trì đạo hạnh pháp lực lại là có thể khôi phục đây quả thực chính là món lãi kết sù a à. đi vào trong phòng sau khi chu thụ thụy cầm lấy một quan âm suy nghĩ một chút lại gia trì pháp lực đạo hạnh một tháng nhưng khi chu thụ thụy nhìn thấy gia trì thì hiệu quả vẫn là trấn trạch về một không có biến hóa sau đó chu thụ thụy lại gia trì pháp lực đạo hạnh một tháng lần này hiệu quả trấn trạch hai còn có thêm hiệu quả dưỡng thần lúc này chu thụ thủy mới gật đầu sau đó xoay người đem một quan âm đưa cho la khang nhạc hơn nữa nói một quan âm này hiệu quả chỉ có thể duy trì chừng 10 năm ngươi nghĩ kỹ chưa mà la khang nhạc vừa tiếp nhận một quan âm liền cảm giác một luồng khí tràn vào trong cơ thể lập tức cảm giác được trạng thái tinh thần của mình đột nhiên tốt hơn rất nhiều đây chính là hiệu quả dưỡng thần La Khang nhạc nhất thời vui mừng nhướng mày, hắn biết đây là đồ thật, tuy rằng hiệu quả chỉ có thể duy trì 10 năm, nhưng như vậy cũng đủ rồi, lập tức nói muốn đi tử lâu lấy tiền, sau đó liền vui tươi hớn hở mang theo nhi tử chạy, giống như sợ chu thụ thụy đổi ý. Đúng rồi, nơi này nói một chút là Khang nhạc cùng nhi tử ở trong tửu lâu. Chương 10 Tổ tiên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon Push lúc la khang nhạc đến tử lâu lấy vàng chu thụ thụy mở túi tiền trong tay ra bên trong cũng là vàng tổng cộng 10 nén một nén một lượng tổng cộng 10 lượng dựa theo giá vàng triều ngô và bạc trắng một chọi tám mà nói cũng chính là 80 lượng bạc trắng chật la khang nhạc này không hổ là người giàu nhất huyện bình khang ra tay chính là hào phóng chu thụ thụy không sợ hãi lại cảm thán một câu người có tiền thật sự là tốt a à, trực tiếp tiền kia đập người ngay cả chu thụ thụy cũng không chống đỡ được chỉ chốc lát sau, la khan nhạc trong lòng báo một cái rương gỗ nhỏ chạy tới. chu đại sư, đây là hoàng kim của ngài, ngài điểm một chút. một trăm lượng hoàng kim này dựa theo đại ngô mười sáu lượng làm một cân mà tính hẳn là sáu cân hai lượng năm tiền, dựa theo hiện đại mà tính chính là mười cân. tử lâu khan nhạc này ngay bên cạnh chu thụ thụy, cho nên là khan nhạc một đường chạy chậm tới cũng không tính là quá mệt mỏi, không thở hồng hộc. không cần, tôi tin tưởng thái độ làm người của ông chủ la. Chu thụ thủy khách sáo nói một câu, hắn chuẩn bị chờ la khang nhạc đi rồi tính toán. Vậy Chu đại sư có muốn tới tiểu điếm ngồi một chút hay không? Chỗ tôi có tùng nhung và một con trâu vừa mới chết già, Chu đại sư có muốn tới nếm thử không? La khang nhạc hướng Chu thụ thủy phát động mời. Không, ta có hẹn với những người khác, không quấy rầy nữa. Chu thụ thủy cự tuyệt nói. Vậy thật sự là quá đáng tiếc, La mỗi liền hiện hành cáo từ. La Khang Nhạc chắp tay thở dài với Chu Thụ Thụy. La lão bản đi thông thả. Chu Thụ Thụy cũng chắp tay thở dài đáp lễ. Sau khi tiễn La Khang Nhạc, Chu Thụ Thụy ông lấy cái rương gỗ nhỏ kia về tới nhà, lấy ra cân sắt và quả cân sắt mà cha mẹ qua đời của Chu Thụ Thụy để lại trên thế giới này bắt đầu cân vàng trong rương gỗ nhỏ, chờ sau khi xác nhận không sai mới cất kỹ đồ đạc, sau đó ra cửa ăn điểm tâm. Sau khi tùy tiện ăn chút gì trên đường, Chu Thụ Thụy đi tới khách sạn Duyệt Lai, đây là chỗ ở hiện tại của Lý Quân Phong, tối hôm qua bọn họ càng tốt ở chỗ này hồi hợp, mà lúc này Lý Quân Phong đã ở trước cửa khách sạn Duyệt Lai chờ Chu Thụ Thụy. Lý Huynh thật ngại quá, vừa rồi có chút chuyện trì hoãn. Chu Thụ Thụy nhìn thấy Lý Quân Phong ở trước cửa khách sạn Duyệt Lai liền đi tới biểu đạt một chút ấy nấy của mình. Ta cũng mới xuống không bao lâu, Chu cư sĩ không cần để ý. Kỳ thật Lý Quân Phong đã ở Duyệt Lai khách sạn trước cửa đợi một đoạn thời gian, nhưng đối phương thế nhưng là cùng sư phụ mình một cái cấp độ trên cao nhân, hắn cũng không dám oán giận cái gì. Sau đó hai người hàng huyên vài câu liền chuẩn bị khởi hành đi sát vách huyện Trường Lâm, huyện Trường Lâm là huyện lớn nhất trong 13 huyện Kim Lăng Phủ. Ngay khi hai người Chu Thụ Thụy và Lý Quân Phong đi ngang qua huyện Nha, nhìn thấy xung quanh huyện Nha tụ tập một đống người, Chu Thụ Thụy tò mò đi qua hỏi thăm một chút vị huynh đài này, không biết vì sao các ngươi tụ tập ở đây, chẳng lẽ đã xảy ra đại án gì sao? Người bị hỏi nhìn chu thụ thụy một cái, chu thụ thụy hiện tại đã mặc vào một bộ quần áo tốt nhất trong nhà, một bộ áo xanh có chút cũ nhưng hoàn chỉnh, tuy rằng mặc một mạc, nhưng nói chuyện nhai từng chữ, không khó nhìn ra là một người đọc sách. Cũng không phải cái gì đại án, chỉ là một cái lão lừa đảo, làm bộ thiên sư lừa gạt, ngày hôm qua bị vạch trần, hôm nay bị người áp đến nha môn bên trong tới thì ra là thế, vậy đa tạ huynh đài. Lý Quân Phong và Chu Thụ Thụy sau khi hiểu được nguyên nhân liền cảm ơn người kia một tiếng, sau đó cũng không ở lại nhiều, căn cứ vào miêu tả của người kia vừa rồi hai người bọn họ đã biết lão lừa đảo kia là ai. Sau đó Chu Thụ Thụy cùng Lý Quân Phong tiếp tục đi ra ngoài huyện, khi đi tới một chỗ mộ địa Chu Thụ Thụy ngừng lại, nói với Lý Quân Phong. Lý Huynh chờ ta một chút, ta đi tế bái tổ tiên một chút. Ta đi theo Chu cư sĩ được. Hai người đi tới trước bia mộ, trên bia mộ có khắc mộ của tiên phụ Chu Hòa Cương, tiên mẫu Dương Tiểu Hoàng. Chu Thụ Thụy lấy ra một nắm bổng hương trước đó đã mua xong, bổng hương này là trước đó bị Chu Thụ Thụy dùng pháp lực hai tháng đạo hành khai quan gia trì qua. Bổng hương, khai quan gia trì hậu quả. Tụ hồn, an thần. Sau khi lấy ra bổng hương, Chu Thụ Thụy lại lấy ra một quyển sổ lửa đốt bổng hương bái ba lại bia mộ dù sao hiện tại chu thụ thụy dùng thân thể con trai người ta nói thế nào cũng phải bái một lạy mà một bên lý quân phong cũng đi theo bái ba lạy sau đó hắn liền phát hiện tại hương không đơn giản hắn hỏi đến hương kia tản mát ra thuốc lá sau cương nhiên cảm giác hồn phách của mình ngưng hợp một chút hơn nữa nội tâm của mình cũng chiếm được một loại cảm giác an toàn đây là linh hương lý quân phong ở trong lòng hít sâu một hơi khí lạnh linh hương này chỉ có ở sư phụ hắn tế bái tổ sư gia thời điểm mới có thể dùng, hơn nữa một lần chỉ dùng một cây, những lúc khác cũng chỉ dùng bình thường hương. Sư phụ hắn nói linh hương này cực kỳ trân quý, một cây linh hương phẩm chất tốt có thể đổi rất nhiều linh đang dịu dược, linh hương thanh vân quan bọn họ là tổ sư gia truyền xuống, hiện tại cũng không còn lại bao nhiêu. Mà chu thụ thụy vừa cầm chính là một nắm linh hương, tê. Hào phóng, xa xỉ, có bài diện nội tâm Lý Quân Phong hiện tại là sóng to gió lớn, hắn cảm giác toàn thân Chu Thụ thủy hiện tại đều tản ra kim quang mãnh liệt, nhìn lâu sẽ lóe mù mắt. Lý Huynh, ngươi làm sao vậy? Tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc. Giao su xuyên chấm công Chu Thụ thủy bái xong thấy Lý Quân Phong vẻ mặt dại ra không nhìn được hỏi. a à, à, không sao, không sao, chúng ta tiếp tục khởi hành đi. Lý Quân Phong vẫn là vẻ mặt dại ra hồi đáp. Ừ, lên đường đi sau đó hai người tiếp tục đi về phía trước con đường thông tới huyện trường lâm có hai con đường một là quan đạo một là đường núi quan đạo tương đối dễ đi một ít hơn nữa còn có thể ngồi xe ngựa nhưng lại nhất định tha một đoạn đường rất dài thời gian sẽ lâu một chút mà đường núi tuy rằng tương đối khó đi cũng không có biện pháp ngồi xe ngựa nhưng không cần đường vòng đi cái hai ngày một đêm liền kém không nhiều lắm đến bởi vì Lý Quân Phong lần này đi ra ngoài mua sắm đồ dùng hàng ngày, nhất định phải nhanh một chút quay về Thanh Vân Quan phục mệnh, cho nên bọn họ lựa chọn đường núi. À, cho nên nói Lý Huynh xuất gia giữa chừng, không phải từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện. Đúng vậy, lên núi hai năm thời gian bên trong, nửa đầu đều là một ít đạo pháp cùng lễ nghi tri thức, đến về sau mới bắt đầu chính thức dạy ta tu luyện, sư phụ ta nói đây là tất yếu cơ sở. Trong lúc hai người nói chuyện, chu thù thủy biết được lý quân phong xuất gia giữa chừng hai năm trước sư phụ hắn đi du lịch phát hiện tư chất tu luyện của hắn cho nên thu hắn làm đệ tử quan môn cho nên lý quân phong hiện tại cũng chỉ mấy tháng đạo hành bằng không trước đó cũng không có khả năng chật vật như vậy thoáng cái đã bị nữ quỷ thu lan đánh ngã lý huynh thực không giấu giếm tại hạ chẳng qua chỉ là tú tài bình thường có một chút kỳ ngộ mà thôi đối với tu tiên giới này không quá quen thuộc Lý Huynh có thể nói một ít tin tức thú vị cho tại Hạ, thỏa mãn lòng hiếu kỳ một chút hay không? Chu Thụ Thụy trò chuyện cảm giác thời cơ không kém nhiều lắm, liền hướng Lý Quân Phong hỏi tu tiên giới thế giới này là tình huống gì, bởi vì kế tiếp hắn chuẩn bị đi chung quanh một chút, xem có thể kích phát nhiệm vụ hệ thống hay không, cho nên đối với tu tiên giới một ít thường thức là nhất định phải biết.